Anh chị em nghe chuyện thân mến, mỗi một tập các bạn cho vài lượt thích, sẽ siêng đăng chuyện hơn, mỗi ngày 4-5 tập cho hết chuyện. Mình thấy cũng nhiều lượt xem cơ mà. Không được trả công, ít người thích, làm biếng chết. Cảm ơn. Chí Tôn Chiến Thần, Giang Sách. Tập 72. Khí trời âm trầm, một chiếc tiếp lấy một chiếc màu đen xe con dừng ở vẽ thượng tập đoàn cửa. Bảo an bắt đầu còn muốn qua đây hỏi thăm một chút tình huống, thế nhưng khi nhìn đến đối phương 100-200 người từ trong xe đi tới sau đó, ngay lập tức sẽ sợ đến trốn ở góc phòng mặt, động cũng không dám động. Dù sao bảo an một cái cũng mới mấy ngàn đồng tiền lương, không đáng. Tại chỗ có người trước mặt nhất đứng, chính là Giang Sách, phía sau hắn đứng Bình Nước cùng Tôn Tại Ngôn. Lúc này đây vì đem nữ nhi từ vẽ thượng tập đoàn bên trong đoạt ra tới. Giang Sách không tiếc vận dụng thần La Thiên Trinh, cũng không đoái hoài tới ẩn không phải che giấu tung tích rồi. Cứu ra nữ nhi mới là trọng yếu nhất. Không nói câu nào, Giang Sách mang người hướng bên trong sông, đừng xem vẽ thượng tập đoàn trong ngày thường ở Giang Nam khu ai cũng khinh thường, lúc này nhưng không có bất cứ người nào dám đứng ra ngăn trở Giang Sách lối đi. Thậm chí ngay cả báo cảnh sát súng khí cũng không có. Bọn họ cứ như vậy trơ mắt nhìn Giang Sách dẫn người xông vào. Một đám người đi tới phòng khách, Bình Nước thuận tay bắt lại một bảo vệ, chất vấn thân liệt ở nơi nào. Bảo an sợ đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lên, run rẩy lồng lộng nói, ở lầu 3 phòng họp. Bình Nước một bả đã đem bảo an vứt đi ra ngoài. Kế tiếp, Giang Sách dẫn người theo thang lầu đi tới lầu 3, đi tới cửa phòng họp. Bịch một tiếng, Giang Sách trực tiếp một cước giữ cửa bị đá văng. Xuất hiện ở trước mắt mọi người một màn, thật ra khiến người có chút ngoài ý muốn. Thời khắc này thân liệt đang ôm một cái trong tả tiểu hài tử, cầm trong tay một cái trống bỏi, trêu chọc hài tử cười, bí thư đứng ở một bên, thỉnh thoảng làm ngoáo ộp. Từ hiện trường bầu không khí đến xem, ngược lại là vô cùng ấm áp. Giang Sách liếc mắt liền nhận ra, hài tử kia chính là mình nữ nhi Giang Ngọc Dĩnh, quả nhiên lang bà ngoại không có nói xạo. Nữ nhi của hắn chính là bị thân liệt đoạt đi. Bên này thân liệt nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Giang Sách mang theo một nhóm lớn người đã đứng ở cửa. Trong con mắt của mọi người, ngày hôm nay thế tất yếu tiến hành một hồi cứng trọi cứng đọ sức, rất có thể biết gây ra mạng người, dù sao vẽ thượng tập đoàn cùng Giang Sơn ấn ai có thể cũng không đem đối phương để vào mắt. Nhưng làm người ta ngoài hết ý sự tình xảy ra. Na thân liệt chứng kiến Giang Sách mang theo một nhóm lớn người đến sau đó, cư nhiên không có chút nào tức giận, càng không có bất luận cái gì muốn chiến đấu tư thế, mà là chủ động đứng lên. Cười híp mắt nói rằng, Giang tiên sinh, ngài có thể tính tới. Khách khí như vậy sao? Bình Nước cùng Tôn Tại Ngôn đồng thời nhíu chân mày lại. Khi người địch nhân đối với người lộ ra, từ thiện, nụ cười, vậy tuyệt đối không phải là cái gì tin tức tốt. Vậy ý nghĩa địch nhân đã ở bộ thự kế hoạch, chuẩn bị đối phó ngươi. Tôn Tại Ngôn nhỏ giọng nhắc nhở, thống suất, cẩn thận có bẫy. Giang Sách không nói được lời nào, một thân một mình đi vào phòng họp, từng bước một đi hướng thân liệt. Thân liệt vẫn là vẻ mặt tươi cười, vui vẻ nói rằng, ngày hôm nay thủ hạ của ta ở trên đường phát hiện lừa bán hài tử lang bà ngoại, vì vậy chỉ thấy nghĩa dũng vì đem con cấp cứu xuống tới, còn mang về giao cho ta. Ta liền ra lệnh người đi điều tra, rốt cuộc là con cái nhà ai, kết quả người đoán thế nào. Kết quả điều tra cư nhiên biểu hiện, hài tử này là Giang tiên sinh ngài. Đây không phải là đúng dịp sao? Ta theo Giang tiên sinh cho tới nay mâu thuẫn thâm hậu, ta đã sớm muốn tìm một cơ hội cùng Giang tiên sinh ngài đến cái nở nụ cười quên hết thủ oán, phi tiêu cơ hội. Ngày hôm nay lão thiên gia cho ta đây một cơ hội, Giang tiên sinh, chúng ta cùng giải khai a. Nói, thân liệt chủ động vươn tay, đem con cho đưa tới. Nhìn dáng vẻ, thật là một bộ thành kính không gì sánh được, muốn cùng hiểu biểu tình. Nhưng không ai biết, thân liệt con lão hồ ly này làm sao có thể thật cùng giải khai. Phương diện này nhất định có âm mưu. Giang Sách đứng ở thân liệt trước mặt, chỉ cần hắn nguyện ý, nhúc nhích ngón tay là có thể đem thân liệt cho giết chết ngay tại chỗ. Trầm mặc vài giây. Giang Sách đệ nhất tuyển trạch là đem nữ nhi nhận lấy, tiến hành kiểm tra. Nữ nhi nhìn qua phi thường kiện khang, không có chút nào vấn đề, nhưng lại vẫn cười ha hả, nhìn qua là một phi thường kiện khang trẻ nít nhỏ.
chiếu nhìn như vậy, thân liệt chiếu cố cũng không tệ lắm. Điều đó không có khả năng. Giang Sách ôm nữ nhi, ngẩng đầu nhìn về phía thân liệt, hỏi, ngươi đến cùng dự định làm cái gì? Có chuyện nói thẳng. Thân liệt giang hai tay ra, ta nói nha, ta không muốn cùng Giang tiên sinh ngài tiếp tục là địch, cho nên liền cứu ngài nữ nhi, chuẩn bị đưa trở về, đến cái nở nụ cười quên hết thù oán. Được rồi, vì lịch sử này tính nhất khắc, ta còn hô rất nhiều tin tức truyền thông ký giả qua đây. Hắn vỗ tay một cái. Trong nháy mắt, một đoàn ký giả từ trái phải hai bên phía sau bình phong đi ra, mỗi người trong tay đều nắm một máy camera. Ken két két, không ngừng quay chụp. Bình nước cùng tồn tại ngôn đều hồ đồ, cái này thân liệt trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Kêu ký giả qua đây là làm cái gì? Vừa lúc đó, thân liệt chủ động nói ra chân tướng của sự tình. Hắn cố ý tằng hắng một cái, nhẹ giọng nói, Giang tiên sinh. Vì biểu đạt thành ý của ta cho ngài nữ nhi làm một cái tăng cường thể chất giải phẫu nhỏ. Ân. Giang Sách ánh mắt ngay lập tức sẽ thay đổi, giống như là muốn sát nhân thông thường. Thân liệt không quan tâm chút nào, tiếp tục nói, chúng ta vẽ thượng tập đoàn có một loại đặc thù phối phương dược vật, tên là phệ tâm tán. Dùng ở trên thân người sau đó, biết tăng cường khí lực, tinh thần phấn chấn. Xin lỗi, ta không có trải qua ngài đồng ý, trực tiếp dùng ở rồi ngài trên người nữ nhi. Bất quá Giang tiên sinh ngài yên tâm, cái này phệ tâm tán công hiệu thực sự phi thường tốt. Không tin, người có thể đi hỏi một chút Tề Dũng, Phiền Thịnh, bọn hắn cũng đều dùng qua, hiệu quả gạch thẳng đánh dấu. A hát, Tề Dũng đã chết, thật ngại quá, vậy ngươi đi hỏi một chút Phiền Thịnh, kết quả một dạng. Lời đã nói rất rõ ràng rồi. Giang Sách, Bình Nước, Tôn Tại Ngôn, từng cái đều thông minh tuyệt đỉnh, bọn họ đã biết thân liệt ở Giang Ngọc Dĩnh trên người làm cái gì. Tựa như ngay từ đầu Tôn Tại Ngôn suy đoán như vậy. Thân liệt có khả năng nhất biết làm, chính là làm cho Giang Ngọc Dĩnh muốn sống không được, do đó làm cho Giang Sách trọn đời đều nằm ở trong bóng ma. Thân liệt thực sự làm như vậy. Hắn khống chế Giang Nam Khu, chính là dùng phệ tâm tán đã khống chế Tể Dũng, Phiền Thịnh những thứ này hành nghiệp đại lão, không nghĩ tới, hiện tại hắn cư nhiên đem ác độc như vậy dược vật dùng ở một cái trên người cô bé. Cái này nhân loại, đã triệt để không có lương tâm. Giang Sách hai mắt có chút sưng đỏ. Là thương tâm, càng là phẫn nộ. Hắn cho Tề Dũng xem bệnh, biết loại độc chất này uy lực, một ngày phát tác, vậy sẽ có trùy tâm đau đớn, một cô bé làm sao có thể thừa nhận rồi. Ngươi muốn chết. Giang Sách nắm đấm nắm chặt, đã nằm ở ranh giới bùng nổ, nhưng ngay khi lúc này, chu vi truyền đến, ken két két, camera quay chụp thanh âm. Cái này, tất cả mọi người biết thân liệt kêu ký giả tới mục đích. Không phải nhân chứng lịch sử tính nhất khắc, chỉ là vì bảo mệnh. Giang Sách nếu như dám ở nhiều như vậy camera, đèn tự quang dưới động thủ giết người, như vậy hắn cả đời này coi như là triệt để xong, căn bản không có cơ hội trở mình. Lúc này đây, thân liệt đem Giang Sách cho hoàn toàn tính toán chết. Chỉ thấy thân liệt dùng ánh mắt âm lạnh nhìn Giang Sách, lạnh như băng nói rằng, Giang tiên sinh, ngươi không cần cảm tạ ta. Làm đây hết thảy đều là ta phải. Hy vọng chúng ta về sau có thể tương thân tương ái, đã không còn tranh đấu. Thật không biết hắn là nói như thế nào ra những lời này. Chữ chữ như đao. Lần đầu tiên, Giang Sách có bị người tính toán đến không còn cách nào hoàn thủ thời điểm, đơn giản là địch nhân tìm đúng rồi Giang Sách uy hiếp. Trực tiếp công kích Giang Sách là không có hữu dụng. Nhưng chỉ cần ngươi thay đổi đầu thương, công kích Giang Sách người nhà. Như vậy sẽ thu hoạch kỳ hiệu. Thân liệt tiếp tục nói, căn cứ kinh nghiệm của ta cái này phệ tâm tán lần đầu tiên sau khi uống, ngày thứ hai sẽ có hiệu quả. Giang tiên sinh, người phải làm sao, ta chờ nhìn. Ý của lời này phiên dịch qua đây chính là, ngày mai Giang Ngọc Dĩnh thì độc sẽ phát bỏ mình, Giang Sách, nhanh cho ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngã tâm tình được rồi có thể cứu nàng một mạng. Trước đây, Tề Dũng, Phiền Thịnh bọn họ chính là như vậy khuất phục tại thân liệt dưới gối. Đại trượng phu, cũng có làm khó dễ lúc. Giang Sách tuy là bi thương, nhưng còn không có tuyệt vọng, ở to lớn trầm thống trong như trước vẫn duy trì một tia lãnh tĩnh cùng thanh tỉnh. Hắn không có tuyển trạch tiếp tục lưu lại tại chỗ lãng phí thời gian, mà là ôm nữ nhi trực tiếp xoay người ly khai. Thống suất, đi đâu?
Minh Nước sốt ruột hỏi. Bót cảnh sát, Giang Sách cũng không quay đầu lại nói rằng. Kết quả là, một nhóm lớn người đi theo Giang Sách phía sau ly khai hiện trường. Lúc đầu đều định tới Yên Lành Kiền Nhất Giá, ai biết căn bản là không đánh nổi, bị thân liệt hung hãn tính toán một chút. Nhìn Giang Sách Na kết thúc bóng lưng rời đi, thân liệt ở phía sau cuồng tiếu không ngừng. Sốt cục, hắn hung hăng thở một hơi. Còn nhớ rõ lúc đó mình bị Giang Sách tính toán, đệ thân hào vì bảo trụ chính mình mà tuyển trạch đỉnh xét thời điểm tràng diệt, thân liệt đối với Giang Sách hận thấu xương. Hiện tại, hắn rốt cục hòa nhau một thành. Thân liệt cười điên cuồng nói, tam đệ, đại ca không để cho ngươi không công ngồi tù, Giang Sách đã thua bởi trong tay ta. Chờ xem, đây mới là mới vừa bắt đầu, ta không riêng muốn giết chết Giang Sách nữ nhi, còn muốn giết chết lão bà của hắn, ba mẹ, phàm là Giang Sách để ý người, ta muốn từng bước toàn bộ giết chết. Bên cạnh bí thư nói rằng, hiện tại Giang Sách chạy đi bót cảnh sát, chắc là đi tìm giải dược. Thân liệt gật đầu. Tự tay quất ra một cây nhang yên châm lửa, nghiêm khắc hút một hớp lớn, nói rằng, tính toán thời gian, những thực vật kia người phải là vào hôm nay nở hoa. Lấy Giang Sách y thuật, muốn chế tạo ra giải dược không phải việc khó. Bất quá, giải dược này sẽ làm Giang Sách triệt để rơi vào tuyệt vọng. Nếu muốn làm cho một người tuyệt vọng, không phải đem hắn đẻ có bao nhiêu ngoan, mà là đang chèn ép hắn đồng thời cho hắn một cái to lớn hy vọng. Sau đó sẽ tự tay đưa cái này hy vọng cho đánh bại. Cái loại này cảm giác mất mát to lớn. Cái loại này đối với thực tế vô trợ cảm, mới có thể cuối cùng đánh Giang Sách, làm cho hắn tuyệt vọng. Tu La Chiến Thần. Ta nhổ vào. Dù cho ngươi là Đại La Kim Tiên, dù cho ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế, ta thân liệt cũng muốn để cho ngươi thần phục ở dưới chân của ta. Bí thư vừa cười vừa nói, theo ta thấy. Rất nhanh Giang Sách sẽ quỳ gối chúng ta vẽ thượng tập đoàn cửa chính, kêu khóc cầu ngài trợ giúp, giống như là ban đầu Tề Dũng giống nhau. Thân liệt thống thống khoái khoái lại hút vài hơi yên, nói rằng, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Giang Sách trực tiếp mang theo hài tử đi tới bót cảnh sát, chuyện của hắn, Minh Nước sáng sớm đang ở trong điện thoại cùng khu trưởng Nguyễn Bình Sương nói rõ, sau khi đến bót cảnh sát ngựa không ngừng vó cùng Nguyễn Bình Sương thấy. Giang tiên sinh. Đối với ngài tao ngộ, ta biểu thị tiếc hận. Đối mặt tình huống như vậy, Nguyễn Bình Sương kỳ thực cũng vô pháp làm ra cái gì. Nguyễn Bình Sương cũng không phải thần tiên, không có cách nào đem Giang Ngọc Dĩnh trên người độc cho đã trừ rơi. Đừng nói Nguyễn Bình Sương rồi, coi như là Giang Sách, trước đây cũng không có thể chữa cho tốt đủ dũng, cái này phệ tâm tán chi độc, có một không hai hiếm thấy, bằng không cũng không khả năng ở ngắn ngủi trong vòng 10 tháng khống chế toàn bộ Giang Nam khu. Giang Sách nói rằng, có thể cứu chữa. Nguyễn Bình Sương nói rằng, Giang tiên sinh ngài có biện pháp. Nói nghe một chút, chỉ cần là ta có thể giúp, nhất định đem hết toàn lực tương trợ. Giang Sách hồi đáp, trước chúng ta từ thân liệt trong tay đem này, người sống đời sống thực vật cho đoạt trở về. Này không phải là giải dược sao? Giang Nam khu tất cả vấn đề, toàn bộ đều là bởi vì. Này một nhóm, hàng, mà đưa tới. Hy vọng Nguyễn khu trưởng có thể làm cho ta tiến hành nghiên cứu, chế tạo ra có thể giải cứu con gái ta giải dược tới. Đối với cái này dạng yêu cầu, nhưng thật ra là có nhất định áp lực. Dù sao những thực vật kia nhân sự quan trọng lớn, không có khả năng tùy tùy tiện tiện để người khác đi sử dụng, nghiên cứu. Nhưng vì báo đáp Giang Sách, Nguyễn Bình Sương không có bất kỳ do dự nào. Đi, chỉ cần có thể cứu người nữ nhi, ta đáp ứng. Vừa dứt lời, một gã cảnh viên vội vã đi tới nói rằng, Nguyễn khu trưởng, chữa bệnh nghiên cứu sở bên kia truyền đến tin tức, tất cả người sống đời sống thực vật đều nở hoa rồi. Một câu nói này để ở nơi có người nhãn thần cũng thay đổi. Những thực vật kia nhóm người đời trước trên đều chỉ là nụ hoa mà thôi, mặc dù mọi người đều biết, khẳng định có một ngày biết lái hoa, nhưng cụ thể từ lúc nào nở hoa, chính là một không thể biết được rồi. Hiện tại được rồi. Ngược lại thật nở hoa rồi. Cái này nở hoa thời gian thật là chọn phi thường tốt, cứ như vậy, là có thể cho Giang Sách một cái cơ hội đi nghiên cứu chế tạo giải dược. Nguyễn Bình Sương lập tức nói rằng, đi, Giang tiên sinh. Chúng ta cùng đi chữa bệnh nghiên cứu sở. Tốt. Lập tức, Nguyễn Bình Sương tự mình cùng đi Giang Sách đi tới chữa bệnh nghiên cứu sở, chỉ có hai người bọn họ có thể tiến nhập, những người khác toàn bộ đều bị ngăn cản tại ngoại.
bên trong nhưng là trọng yếu căn cứ, người thường căn bản không làm cho vào. Trải qua một tầng lại một tầng kiểm tra, hai người chỉ có thuận lợi tiến vào sở nghiên cứu nội bộ, lúc này đông đảo nhân viên nghiên cứu đang ở đối với người sống đời sống thực vật trên người đóa hoa tiến hành nghiên cứu. Cùng lúc đó, nhân trị y quán Tân Uẩn cũng ở tại chỗ, nàng là chuyên môn chiếu cố hoa tiên tử. Cùng khác người sống đời sống thực vật giống nhau, hoa tiên tử trên người nụ hoa cũng nở hoa rồi, có lẽ là bởi vì Tân Uẩn chiếu cố tương đối khá duyên cớ, hoa tiên tử trên người hoa nở phá lệ tiên diễm rồi rào. Giang Sách đi tới hỏi, những thứ này hoa, có cái gì đặc biệt bị chỗ sao? Tân Uẩn đứng dậy, phân tích nói, căn cứ ta mới vừa nghiên cứu phát hiện, những thứ này hoa giống phi thường đặc thù. Chúng nó có thể trong vòng thời gian ngắn tiến hành sự trao đổi chất, tốc độ, hiệu suất cao vô cùng. Giống như là vĩnh viễn không biết mệt mỏi cơ khí, không ngừng ở hoạt động. Từ đó làm cho kết quả chính là, túc chủ thân thể chất dinh dưỡng mỗi thời mỗi khắc đều ở đây bị tiêu hao. Thời gian càng lâu, những thứ này ký chủ lại càng suy yếu. Nàng phi thường đồng tình nhìn hoa tiên tử, tiếp tục nói, dựa theo trước mắt tiêu hao trình độ. Không ra một tuần, hoa tiên tử chắc chắn phải chết. Trừ phi có thể đem những này hoa từ trên thân thể đã trừ rơi, nếu không, tất cả người sống đời sống thực vật đều không sống được. Mọi người, đều sẽ chết. Tân Uẩn thở dài một hơi, nói rằng, kỳ thực, cái này tất cả người sống đời sống thực vật, đều vẻn vẹn chỉ là cho hoa cung cấp chất dinh dưỡng ký chủ mà thôi, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái khác tác dụng. Ký chủ thời điểm chết, hoa đã mở ra, đến lúc đó chỉ cần giống như bình thường hoa như vậy đi chiếu cố là được rồi. Ký chủ sẽ chết, nhưng hoa chỉ cần chiếu cố tốt. Sẽ không phải chết. Nói cách khác, có người cố ý đem hoa chiết cây đến thân thể của nhân loại trên, người hầu thân thể chất dinh dưỡng tới nuôi trồng những đóa hoa này. Đến khi hoa nở thả sau đó, sẽ trong vòng thời gian ngắn triệt để hút khô nhân chất dinh dưỡng, đem người, giết chết, thế nhưng hoa lại có thể bình yên vô sự tiếp tục sống sót. Người, đã không còn là người, mà chỉ là cái ký chủ công cụ mà thôi. Biết bao tàn nhẫn, biết bao thật đáng buồn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vừa lúc đó, Giang Sách bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn lập tức mở điện thoại di động lên, đem trước xếp hợp Lý Dũng bệnh tình nghiên cứu mở ra, nói rằng, căn cứ ta trước đối với phệ tâm tán bệnh nhân nghiên cứu, phát hiện loại độc tố này sẽ ở thân thể của con người trên chế tạo rất nhiều, vằn, giống như là từng cái hắc động. Những thứ này hắc động mỗi thời mỗi khắc đều ở đây chế tạo, vũ khí, để cho người ta thân thể giống như là sinh ra khói mù giống nhau, tương đối đáng sợ. Lúc đó ta liền suy nghĩ, phải như thế nào mới có thể đem những này vũ khí cho đã trừ rơi, hiện tại xem ra, người sống đời sống thực vật trên người hoa. Không phải là những thứ này vằn khắc tinh sao. Những thứ này hoa sự trao đổi chất thật nhanh, có thể mỗi thời mỗi khắc đều hút chất dinh dưỡng, mà vằn mỗi thời mỗi khắc đều ở đây chế tạo vũ khí, này vũ khí kỳ thực đều là chất dinh dưỡng 10 phần. Một cái hấp thu, một cái chế tạo. Không phải vừa vặn đối mặt sao. Thì ra, trị liệu phệ tâm tản phương pháp là như thế đơn giản, đạo lý như vậy dễ hiểu. Nguyễn Bình Sương cao hứng nói. Nếu quả như thật là như thế này, vậy thật tốt quá, dùng những thứ này đi tìm cùng vằn đối kháng, có thể đồng thời cứu hoa tiên tử với ngươi nữ nhi, một lần hành động đôi được. Có thể hay không thực hiện, kỳ thực còn rất khó nói, bất quá ít nhất là một cái biện pháp. Không nói nhiều nói, Giang Sách ngay lập tức sẽ liên thủ Tân Uẩn cùng với hiện trường đông đảo nhân viên nghiên cứu, bắt đầu bắt tay đem này hoa từ hoa tiên tử trên người gỡ xuống, cũng nghiên cứu chế tạo giải dược. Quá trình này là tương đương khó khăn. Đi ngang qua một lần lại một lần nếm thử sau đó. Bọn họ bất đắc dĩ phát hiện, muốn đem hoa lấy xuống có thể, nhưng này chẳng khác nào đem, khí quan, từ thân thể của nhân loại trên gỡ xuống giống nhau. Mất đi hoa, hoa tiên tử đồng dạng sẽ chết. Như vậy thì khó làm. Không gỡ xuống hoa, sẽ bị tươi sống hút khô, gỡ xuống hoa, giống như là mất đi thân thể khí quan giống nhau, chết tại chỗ. Mặc kệ lấy không gỡ xuống, kết quả cũng giống nhau. Chết! Đang bị chiết cây trên hoa thời điểm, hoa tiên tử cùng với những thực vật kia nhân hạ chàng cũng đã quyết định. Thình thịch! Tân Uẩn phi thường tức giận đạp bay giỏ rác, phát tiết oán hận trong lòng. Vì sao?
vì sao lão thiên gia muốn như thế trêu cợt nàng. Bỏ ra nhiều như vậy nỗ lực, kết quả là lấy được kết quả là, Hoa tiên tử cùng với khác người sống đời sống thực vật, chắc chắn phải chết. Đối với cái này dạng kết quả, Tân Uẩn thực sự khó có thể tiếp thu. Thời khắc này Hoa tiên tử đã có thể cảm thụ Tân Uẩn cảm xúc, nàng đứng dậy đi tới Tân Uẩn bên người, đưa hai tay ra ôm lấy Tân Uẩn, giống như bảo bảo ôm lấy mụ mụ giống nhau. Nàng đang dùng hành động nói cho Tân Uẩn, không nên thương tâm. Có thể ở điểm cuối của sinh mệnh thời điểm gặp phải Tân Uẩn, cũng đã là Hoa tiên tử may mắn, nàng đã rất chi túc, không cần lại vì nàng thương tâm rơi lệ. Tân Uẩn cổ họng nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa. Suốt đêm, Giang Sách, Tân Uẩn cùng với này nhân viên nghiên cứu cũng không có nghỉ ngơi, mỗi người đều quên mình vùi đầu vào trong công việc, rốt cục, ở 3 giờ sáng nhiều thời điểm, giải dược nghiên chế đi ra. Trải qua một vòng lại một vòng thử đi thử lại nghiệm. Có thể bảo đảm không có lầm. Kết quả như vậy cho mọi người mang đến một tia thoải mái. Nếu như có thể làm cho Giang Ngọc Dĩnh sống thật tốt xuống phía dưới, kia đối với những người này mà nói coi như là một phần nho nhỏ thu hoạch cùng thành công, bọn họ bị thân liệt cho tính toán quá thảm rồi. Hy vọng, đang ở Giang Sách trong tay, sẽ ở đó bình vừa mới nghiên cứu chế tạo thành công giải dược trong. Tôn ở nói đem con ôm lấy, ở trong bồn tắm đổ đầy nước nóng, sau đó đem hài tử đặt ở trong nước nóng ngâm. Bởi vì hài tử quá nhỏ, không thể trực tiếp đem giải dược uống vào, cho nên áp dụng hòa hoãn một chút phương thức dùng giải dược tới ngâm hài nhi. Trên thực tế thân liệt lúc đó hạ độc cũng là làm như thế. Nếu như trực tiếp cho hài nhi uống xong độc dược, na ước đoán tại chỗ liền độc phát thân vong rồi. Ở ngâm hơn 10 phút sau đó, Giang Sách hít thở sâu một hơi, đem giải dược rót vào trong nước nóng, từ từ tản ra, triệt để bọc lại hài nhi. Mọi người đang chu vi nhìn, này giải dược một chút xíu tiến vào hài tử ở trong thân thể. Thần kỳ một màn phát sinh. Hài tử trên người ngay từ đầu sinh ra đại lượng hắc sắc vằn. Giống như là từng cái hắc động, không ngừng chế tạo, rác rưởi, thế nhưng, theo giải dược tiến nhập, này rác rưởi bị không ngừng hấp thu hết. Sản sinh một điểm liền hấp thu một điểm. Như vậy không ngừng hấp thu xuống phía dưới, tất cả hắc sắc vằn đều bị chế trụ. Hài tử ngay từ đầu còn có chút thống khổ, nhưng theo thời gian trôi qua, hắc sắc vằn càng ngày càng cạn, hài tử liền khôi phục kiện khang, nhìn qua không có bất kỳ khuyết điểm. Độc, hiểu. Nhân viên nghiên cứu trên mặt của mỗi người đều toát ra nụ cười sung sướng. Duy chỉ có Giang Sách như trước lạnh lùng, nhìn không thấy một tia một hào nụ cười. Nguyễn Bình Sương đi tới vỗ vỗ Giang Sách bả vai, hỏi, Giang tiên sinh. Độc đều hiểu. Chả thế nào không cao hứng. Giang Sách trả lời lệnh vừa mới vui mừng mọi người trong nháy mắt an tĩnh lại. Độc, chỉ là chiếm được ngăn chặn, cũng không có giải khai. Ân, không thể nào. Tân Uẩn nói rằng, hắc sắc vằn đều đã tiêu thất, hoa vừa vặn đưa đến khắc chế hiệu quả, đây không phải là giải trừ độc tố sao. Giang Sách lắc đầu, giải thích nếu là như vậy, na đủ dũng, phiền thịnh bọn họ cũng sẽ không mỗi tháng đều đi cầu giải dược. Hơn nữa thân liệt không biết chúng ta có người sống đời sống thực vật, có thể chế tác giải dược sao? Hắn biết, thế nhưng hắn không để bụng, cũng là bởi vì hắn biết chúng ta không còn cách nào chế tạo ra chân chính giải dược. Từ ngay từ đầu, Giang Sách cũng đã đoán được thân liệt ý tưởng. Nhân viên nghiên cứu hai mặt nhìn nhau, đối với Giang Sách lời nói bán tín bán nghi. Bọn họ đem con từ trong nước nóng ôm ra, lau sạch thân thể, sau đó tiến hành kiểm tra cặn kẽ. Kết quả để cho bọn họ thất kinh. Tựa như Giang Sách nói như vậy, hắc sắc vằn kỳ thực một chút cũng không có giảm bớt, chỉ là ẩn giấu đến rồi ra tầng ngoài phía dưới, chúng nó quả thật bị khắc chế, nhưng là lại không có bị tiêu diệt. Hiện nay hài tử vừa mới dùng giải dược, dược hiệu mạnh, đối với hắc sắc vằn đưa đến mạnh vô cùng hiệu quả áp chế, cho nên tạm thời tính xem ra giống như là giải độc. Thế nhưng, theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, giải dược dược hiệu nhất định sẽ chậm rãi giảm xuống, đến lúc đó hắc sắc vằn sẽ bắn ngược. Phản phản phục phục, không bao giờ đình chỉ. Loại cảm giác này, giống như là được bệnh phù chân giống nhau, người mãi mãi cũng chỉ có thể dùng dược vật tiến hành áp chế, nhưng không cách nào triệt để trị tận gốc. Phệ tâm tán, thực sự quá độc. Trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy nhân viên nghiên cứu bao quát Tân Uẩn trên mặt của đều viết đầy thất vọng,
bọn họ vốn tưởng rằng người sống đời sống thực vật hy sinh đã quá bi thương rồi. Ai biết bây giờ còn có càng bi thương sự tình. Đều cho rằng giải dược có thể cứu chị Giang Ngọc Dĩnh, nào ngờ, kết quả là chỉ là bạch mang hoạt. Vốn nên thương tâm nhất Giang Sách, lúc này lại có vẻ phá lệ lãnh tĩnh, hắn nhìn chung quanh mọi người, cổ vũ nói, đại gia không cần thương tâm khổ sở, thân liệt muốn thấy được, chính là của chúng ta tuyệt vọng. Tự tay đánh vỡ hy vọng, do đó sản sinh tuyệt vọng. Đây chính là thân liệt muốn thấy được. Giang Sách từ vừa mới bắt đầu cũng biết. Hắn tiếp tục nói, một đêm này đại gia cũng không có bạch mang hoạt, tuy là giải dược cũng chưa hoàn toàn giải trừ độc tố, nhưng ít ra đem độc tố chế trụ. Hai tử, trong tương lai trong vòng một tháng, ít nhất là không có bất cứ vấn đề gì. Mọi người khổ cực, mang đến cho ta một cái tháng giảm sóc kỳ. Có một tháng này, ta là có thể tìm ra chân chính giải dược, giải trừ hài tử trên người phệ tâm tán. Làm đồng bạn tâm tình hạ thời điểm, phi thường cần thống suất đứng ra cổ vũ sĩ khí. Hiển nhiên, Giang Sách ở phương diện này làm cũng không tệ lắm. Mọi người bị hắn mấy câu nói cổ võ, đúng vậy, hiện tại giai đoạn đại gia làm cũng không phải là không công. Chí ít thu được một tháng giảm sóc kỳ. Có tầm một tháng thời gian, cái gì giải dược làm không được. Tất cả mọi người đã biết rồi hắc sắc phần nguyên lý, sau đó phải làm, chính là làm rõ ràng bên ngoài sản sinh nguyên nhân, do đó tìm được triệt để chỉ tận gốc đột phá khẩu. Tân Uẩn thở ra một hơi dài, nói rằng tốt, kế tiếp hay dùng một tháng này, tới yên lành nghiên cứu chế tạo giải dược. Cũng trong lúc đó, đang vẽ còn tập đoàn bên trong phòng họp, một đám người vọt vào. Thân liệt như trước ngồi ở chỗ kia hút thuốc, nhìn trước mắt xông vào một đám người. Hắn ngáp một cái. Nói rằng, ta cũng biết các ngươi nhất định sẽ thiếu kiên nhẫn, cũng không nhìn một chút thời gian, hiện tại rạng sáng 4 giờ nhiều các ngươi liền tới tìm ta. Còn có để cho người ta ngủ hay không? Phiền Thịnh vỗ bàn hét lớn, còn ngủ, ta tiêm mệnh đều phải không có. Nói, hắn đem y phục mở ra. Có thể chứng kiến, ở Phiền Thịnh trên người có một cái màu đen đặc vằn. Rậm rạp. Không ngừng chế tạo, vũ khí, cả người bày biện ra hôi mông mông trạng thái. Thực sự giống như là khói mù thông thường. Như vậy tình trạng cơ thể, cho dù ai nhìn đều biết không còn sống lâu nữa. Phiền Thịnh kích động quát, Vương Bát Đản ngươi xem rõ ràng, trên người ta nhiều như vậy vằn, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây chế tạo rác rưởi, ta sợ là ngay cả 24 giờ đều không chịu đựng được. Ngươi đáp ứng ta, sẽ cho ta chế tạo ra giải dược, cam kết của ngươi ở nơi nào? Thân liệt cười ha ha, yêu tai du tai hít một hơi thuốc lá, không có tim không có phổi nói rằng, giải dược. Xin lỗi a, ta làm không được, hàng của bọn ta bị Nguyễn Bình Xương đoạt đi rồi, lão thiên tôn lại không muốn phụ một tay, cho nên ta không có khả năng làm ra giải dược. Không có giải dược. Vậy ý nghĩa, Phiền Thịnh cùng với khác người đều phải chết. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động. Phiền Thịnh hét lớn, Vương Bát Đản. Người vẽ còn tập đoàn từ công ty ta hút bao nhiêu huyết, nhưng bây giờ buông tay bất kể. Tốt, người mặc kệ ta là A, ta đây liền cùng ngươi đồng quy vô tận. Ta chết, vẽ còn tập đoàn cũng phải chết, người thân liệt càng không sống được. Phiền Thịnh sau lưng na một đống người cũng đều tình cảm quần chúng kích động, từng cái nhe răng trợn mắt, hận không thể đem thân liệt cho rút gân lột ra mới tốt. Tuy là bọn họ không giống Phiền Thịnh giống nhau chỉ còn lại có 24 giờ sinh mệnh. Nhưng bọn hắn nhưng cũng đều trúng phệ tâm tản độc, nếu không ăn giải dược, tháng này là khẳng định không chịu đựng nổi. Bọn họ, không thể so Phiền Thịnh sống lâu bao lâu. Tánh mạng con người bị uy hiếp, vậy là chuyện gì cũng có thể làm được. Phiền Thịnh đe dọa, thân liệt, trong tay ta nhưng là có đại lượng ngươi không hợp pháp chứng cứ, chỉ cần ta tố cáo ngươi. Ngươi nửa phút sẽ bị cảnh sát mang đi. Thân liệt nhún vai, một bộ căn bản không sợ dáng vẻ. Phiền Thịnh, ngươi ở đây đe dọa ta sao? Hữu dụng không? Ngươi đem ta đưa vào đi, đem vẽ còn tập đoàn cho làm hỏng rồi, ngươi có thể có được giải dược, mới có thể sống sót sao? Không phải, không thể, ngươi giống nhau sẽ chết. Mỗi một câu tựa như một thanh cương đao, sâu đậm đâm vào Phiền Thịnh trong lòng. Hắn giận không kềm được vò tới thân liệt trước mặt, một bả liền tóm lấy liễu thân liệt cần cổ, giơ tay lên chính là một cái lỗ tai to quát tử. Ngươi theo ta chơi xấu phải. Thân liệt không có trả tay, chỉ là nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt,
nói rằng, đánh ta là có thể để cho ngươi hết giận, làm cho vấn đề đạt được giải quyết. Phiền Thịnh tay lại giơ lên. Chỉ là lúc này đây, hắn không có vung xuống đi. Bởi vì hắn cũng biết mình coi như là đem thân liệt đánh chết, cũng không cách nào đạt được giải dược. Hắn xong. Hắn vừa chết, tự tay chế tạo công ty sẽ hủy diệt, thê tử, nữ nhi, ba mẹ toàn bộ đều sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Một cái gia tộc khổng lồ, bởi vì chủ kiến thiếu sót, sẽ thay đổi sụp đổ. Mặc dù là giống như Phiền Thịnh như vậy kiên cường nam nhân, cũng không chịu nổi. Hắn giống như một hài tử giống nhau quỳ xuống, quỳ gối liễu thân liệt trước mặt, giống như là 10 tháng trước như vậy, bỏ qua rơi tôn nghiêm của nam nhân. Chỉ vì có thể sống được. Vì mạng sống, thật là cái gì đều không đếm xỉa đến. Chứng kiến Phiền Thịnh na TV dáng vẻ, những người khác lập tức liền mất đi động lực, ngay cả lão đại đều bộ dáng này, bọn họ còn có thể ầm ĩ thế nào. Thân liệt khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn nắm thật chặt quần áo, tằng hắng một cái, nói rằng, Phiền Thịnh, không phải ta không giúp ngươi, là ta thực sự không giúp được ngươi a. Bất quá ngươi cũng không cần nản lòng, trời không tuyển đường người, ngươi bây giờ, nhưng thật ra là có một con đường có thể đi. A hát, không riêng gì Phiền Thịnh, tất cả những người khác ánh mắt cũng vì đó sáng ngời. Phiền Thịnh ngẩng đầu, kích động hỏi, xin chỉ giáo. Thân liệt cười giả dối, nói rằng, hiện tại hàng của bọn ta toàn bộ đều ở Nguyễn Bình Sương trong tay, chỉ cần có thể đem lấy hàng đi ra, các ngươi không phải cứu sao. Phiền Thịnh sâu thở dài một hơi. Từ cảnh sát trong tay đem hàng cho đoạt ra tới. Ha ha, đây là người ta nói sao. Na đoán chừng phải phái đại quân, cầm súng máy vọt vào mới có thể đem hàng cho đoạt ra đến đây đi. Bọn họ chính là một ít thương nhân, nào có bản lãnh lớn như vậy. Phiền Thịnh lạnh mặt nói, thân liệt, ngươi ở đây trêu chọc ta sao? Thân liệt khoát tay áo, không phải không phải không phải, ta cũng không phải là đang đùa ngươi. Con đường nào cũng dẫn đến La Mã, muốn từ bót cảnh sát đem hàng cho lấy ra, ngoại trừ cướp đoạt ở ngoài, kỳ thực còn có các loại biện pháp. Biện pháp gì? Náo. Không sai, thân liệt nói rằng, các ngươi mặc dù là thương nhân, cũng không phải là vậy tiểu thương phiến. Các ngươi từng cái đều cũng có đầu có mặt đại nhân vật, các ngươi tụ tập cùng một chỗ, đó chính là Giang Nam khu, mạch máu kinh tế. Nếu như các ngươi ồn ào, bãi công không kiếm sống, na toàn bộ Giang Nam khu phải bại liệt. Nguyễn Bình Sương làm khu trưởng, hắn có thể trơ mắt nhìn thịnh vượng phồn vinh Giang Nam khu bại liệt. Vậy khẳng định không được, Nguyễn Bình Sương sẽ chịu thua, đem hàng lấy ra cứu các ngươi mệnh. Cứu lúc này đây. Tháng sau Lão Thiên Tôn sẽ đúng hạn đem hàng cho đưa tới, các ngươi không liền có thể lấy giống như trước giống nhau mỗi tháng uống thuốc, rốt cuộc không cần lo lắng tử vong sao. Người một ngày đối mặt tử vong, liền dễ dàng hiểu rõ vấn đề, chỉ cần còn có một tia một chút nào cơ hội, sẽ nguyện ý đi nếm thử, cũng không để ý cơ hội này có bao nhiêu hãm hại. Phiền Thịnh đã triệt để đánh mất lý tính. Trải qua thân liệt như thế vừa phân tích, hắn cảm thấy vẫn đủ có đạo lý. Vì vậy đứng lên nói rằng, là, đây là một cái biện pháp tốt. Chỉ cần chúng ta những thứ này đại thương nhân liên thủ lại bãi công, không ra 24 giờ. Giang Nam khu khẳng định bại liệt, ta cũng không tin Nguyễn Bình Sương không phải xuất ra hàng tới cứu chúng ta mệnh, ta cũng không tin hắn có thể mắt mở trừng trừng nhìn Giang Nam khu xong đời. Các huynh đệ, đi, bãi công đi. Phiền Thịnh dẫn theo những người khác ly khai phòng họp, đi tiến hành bãi công cũng chuẩn bị du hành thị uy. Giang Nam khu dung chuyển, chính thức bắt đầu. Bên trong phòng họp, chỉ còn lại có Liễu Thân Liệt cùng Bí Thư hai người. Bí Thư phi thường bội phục giơ ngón tay cái lên, nói rằng, Phó Đồng thật có ngươi, một chiêu này mượn đao giết người thực sự là dùng quá tuyệt vời. Mượn Phiền Thịnh cây đao này, đi giết Nguyễn Bình Sương. Vô luận kết quả như thế nào, thu lợi vĩnh viễn là chúng ta. Nếu như Phiền Thịnh thất bại, hết thảy gây chuyện đều sẽ bị Nguyễn Bình Sương thu thập hết. Như vậy thân liệt sẽ bớt lo không ít, không còn có người hừng đông ba bốn điểm xông lại kêu đánh tiếng kêu giết. Nếu như Phiền Thịnh thành công, Nguyễn Bình Sương tuyển trạch thỏa hiệp, na chiến thắng vẫn là thân liệt. Bởi vì có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Lúc này đây ngươi tuyển trạch thỏa hiệp, vậy sau này thân liệt lại vận chuyển hàng qua đây, người Nguyễn Bình Sương còn chặn không phải chặn. Chặn được, na Phiền Thịnh bọn họ liền cố kỹ trọng thi.
tiếp tục náo, nếu như không phải chặn được, vậy trơ mắt nhìn Thân Liệt bả khống toàn bộ Giang Nam khu sao? Cho nên, làm Thân Liệt đem phiền thỉnh cái chuôi này, đao, bổ về phía Nguyễn Bình Xương thời điểm, hắn cũng đã thắng. Mặc kệ cuối cùng là đao chặt đứt vẫn là Nguyễn Bình Xương chết, thu lợi tổng hội là Thân Liệt. Một lần này tính toán, lần nữa chứng minh Liễu Thân Liệt thực lực, hắn có thể thu được hôm nay địa vị cùng quyền thế, không chỉ có riêng chỉ là dựa vào phệ tâm tán. Mưu kế của hắn cũng tương đương cường. Bí thư lại lấy ra một ít tư liệu bày trên bàn, nói rằng, Phó Đồng, đây là căn cứ yêu cầu của ngài siêu tập tới giang sách người một nhà toàn bộ tư liệu, xin ngài xem qua. Ân. Thân Liệt đem tư liệu lấy tới xem, lần trước đối phó rồi giang sách hài tử, na vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu, bước tiếp theo sẽ đối phó giang sách thê tử hoặc là nhạc phụ nhạc mẫu. Nói chung, không thể để cho giang sách sống khá giả. Bầu trời, sáng lên. Hôm nay Giang Nam khu nghênh đón to lớn dung chuyển, hơn 10 gia đại hình xí nghiệp tuyển trạch bãi công. Ngàn vạn danh công nhân dơ hoành phi, mang khăn đội đầu ở trên đường du hành thị uy. Trùng trùng điệp điệp, nhìn không thấy cuối. Toàn bộ Giang Nam khu nằm ở dung chuyển bất an trạng thái, kinh tế toàn bộ đình chỉ, nằm ở trạng thái tê liệt. Nguyên bản thịnh vượng phồn vinh Giang Nam khu, ngày hôm nay biến thành tử thủy một cái đầm. Dựa theo cái này nhịp điệu xuống phía dưới, không ra 24 giờ, Giang Nam khu sẽ rút lui đã nhiều năm, cái này kinh tế một ngày dừng lại thậm chí chạy ngược lại, còn muốn đi tới khả năng liền khó như lên trời. Bất quá làm người ta khó hiểu là, tuy là rất nhiều người đều ở đây du hành thị uy, nhưng bọn hắn cũng không có đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Trái phải hai bên không ít quần chúng vây xem, mỗi một người đều như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, sao vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Thông thường du hành thị uy, vậy khẳng định là có yêu cầu phía chính phủ làm ra có chút sự tình tới, nhưng ngày hôm nay cũng rất đặc thù. Những người này vẻn vẹn chính là tụ chúng nháo sự, không đề cập tới bất kỳ yêu cầu gì. Hơn 10 công ty cũng chỉ là bãi công, không đề cập tới yêu cầu. Cái này rất không hợp với lẽ thường. Kỳ thực, bọn họ không cần phải nhắc tới ra yêu cầu, bởi vì bọn họ tin tưởng Nguyễn Bình Xương biết yêu cầu là cái gì. Bãi công, chính là buộc ngươi đem hàng cho giao ra đây. Bên trong bót cảnh sát, Nguyễn Bình Xương ngồi ở ghế trên, cúi đầu. Không nói được một lời. Hắn đương nhiên đoán được phiền thịnh bọn họ mục đích làm như vậy là cái gì, chỉ là hắn không thể thỏa hiệp. Kỳ thực từ lúc ngay từ đầu, Nguyễn Bình Xương cũng đã có chuẩn bị tâm lý, biết Giang Nam khu biết dung chuyển bất an, cũng làm được rồi một loạt khẩn cấp chuẩn bị. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, cái chuôi này, đao, cư nhiên biết chém tới trên đầu mình tới. Ở Nguyễn Bình Xương trong tưởng tượng, chắc là Thân Liệt cùng phiền thịnh hai người bọn họ phe thế lực đấu cái ngươi chết ta sống, sau đó bởi vì bọn họ đấu tranh, Giang Nam khu rơi vào hỗn loạn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, hiện tại Thân Liệt thành người ngoài cuộc, tất cả hỏa đều đốt tới Nguyễn Bình Xương trên người. Điều này làm cho hắn làm sao làm? Khó chịu. Khóc chết thật lâu, Nguyễn Bình Xương cũng không nghĩ ra một cái thích hợp biện pháp giải quyết. Thở dài, nói rằng, Thân Liệt một chiêu này mượn đao giết người dùng thực sự là tốt. Một gã đội trưởng nói rằng, Nguyễn khu trưởng, chúng ta kiên quyết không thể hướng phần tử phạm tội thỏa hiệp. Bọn họ dám sằng bậy, chúng ta liền trấn áp. Ha ha, nói xong dễ dàng. Nguyễn Bình Xương hỏi, làm sao trấn áp? Nhân ra bãi công không đi làm, ngươi còn có thể dùng thương chỉ vào đầu của bọn họ, buộc bọn họ đi làm sao? Hơn 10 gia đại công ty bãi công. Giang Nam khu kinh tế rơi vào bại liệt, người nói cho ta biết, giải quyết như thế nào. Đội trưởng trầm mặc, lúng túng cúi đầu, ngồi xuống. Bên cạnh một tên đội trưởng khác nói rằng, vậy nếu không chúng ta lùi một bước, đem nhóm hàng kia cho giao ra, trước tiếp khẩn cấp, ổn định phiền thịnh tâm tình của bọn hắn. Làm cho Giang Nam khu kinh tế vận chuyển. A hát, thua thiệt ngươi nghĩ đi ra. Nguyễn Bình Xương chất vấn, phía chính phủ bị một đám tội phạm bức thỏa hiệp. Mặt ở đâu? Tôn nghiêm ở đâu? Đây là nhẹ. Ta hỏi ngươi, lúc này đây chúng ta thỏa hiệp, nạt tiếp theo làm sao bây giờ? Thân Liệt tiếp theo nhóm hàng, chúng ta chặn phải không chặn? Chặn, nhân gia tiếp tục mượn đao giết người, tiếp tục náo, không phải chặn, Giang Nam khu thì sẽ hoàn toàn rơi vào Thân Liệt trong tay, bị Thân Liệt khống chế gắt gao.
Người bước này thỏa hiệp, sẽ bị đối phương liên tiêu đái đả, đẩy vào chết kỳ. Người đội trưởng kia cũng trầm mặc, ngoan ngoãn ngồi xuống không nói lời nào. Ngay bây giờ cục diện này, đó là không thỏa hiệp không được, thỏa hiệp càng không được, lưỡng nan cục diện. Thực sự là trước có lang sau có hổ a. Nguyễn Bình Xương ngửa mặt lên trời thở dài, không thể không bội phục thân liệt mưu kế, mặc dù nói cái này nhân loại đạo đức thấp kém, nhưng ý nghĩ xấu thật đúng là nhiều, khó lòng phòng bị. Làm sao bây giờ? Lúc này, một gã cảnh viên gõ cửa một cái. Tiến đến, Nguyễn Bình Xương có chút vô lực nói rằng. Môn đẩy ra, cảnh viên đứng ở cửa, một mực cung kính nói rằng, khu trưởng, Giang Sách Giang tiên sinh tới, nói là có chuyện muốn cùng ngài nói. Giang Sách, Nguyễn Bình Xương mắt lập tức sáng lên. Nếu như nói Giang Nam khu còn có ai có thể cùng thân liệt xoay cổ tay, vậy nhất định không phải Giang Sách không còn ai khác. Nhanh, mời hắn vào. Là. Rất nhanh, cảnh viên liền mang theo Giang Sách đi tới phòng họp. Dựa theo đạo lý mà nói, Giang Sách một cái, ngoại nhân, phải không có thể tham gia loại này phía chính phủ nội bộ hội nghị, thế nhưng Nguyễn Bình Xương đối với Giang Sách vô cùng tín nhiệm. Cộng thêm Giang Sách cũng đã từng là Giang Nam khu người tổng phụ trách. Cho nên vẫn là nhất định có uy vọng. Sự gia nhập của hắn, cũng để cho mọi người lòng tin chiếm được cực đại đề chấn. Cho Giang tiên sinh an bài một cái vị trí. Là, cảnh viên cho Giang Sách an bài một cái vị trí, đang ở Nguyễn Bình Xương bên người, nghiễm nhiên có một loại Giang Nam khu nhị bả thủ cảm giác, bất quá cũng không có ai không phục. Giang Sách sau khi ngồi xuống, cảnh viên tự giác ly khai phòng họp, tiện tay giữ cửa cho mang theo. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Giang Sách. Nguyễn Bình Xương mở miệng hỏi, Giang tiên sinh, đối với hiện tại Giang Nam khu tình huống người đại thể có một lý giải a? Ân, Giang Sách gật đầu, khẳng định nói, nguyên bản chúng ta muốn tọa sơn quan hổ đấu. Kết quả bị thân liệt tính toán, hắn nhất chiêu mượn đao giết người, đem tất cả mâu thuẫn điểm đều tập trung ở trên người của chúng ta. Nhượng phiền thịnh cầm đầu cùng phía chính phủ đấu. Hiện tại Giang Nam khu kinh tế nằm ở trạng thái tê liệt, nếu như chúng ta không thỏa hiệp, Na Giang Nam khu sẽ rút lui rất nhiều năm, thỏa hiệp nói. Cũng sẽ bị thân liệt cho tính toán đến chết. Bây giờ phía chính phủ, nằm ở lưỡng nan cục diện. Giang Sách đại não vẫn là tương đối rõ ràng, Nguyễn Bình Xương thở dài, nói rằng, đúng vậy, Giang tiên sinh ta không nói gạt ngươi, hiện tại ta là thúc thủ vô sách. Thực sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Giang tiên sinh, ngài cho cầm một chủ ý a. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Giang Sách trên người, đều đang đợi Giang Sách cho quyết định. Giang Sách cũng không có lệnh đại gia thất vọng. Hắn tằng hắng một cái, nói rằng, nếu mâu thuẫn đã sinh ra, Na vừa vặn, liền lợi dụng một lần này mâu thuẫn tới một lần đại thanh tẩy. Đại thanh tẩy, Nguyễn Bình Xương phi thường không hiểu hỏi, làm sao một cái đại thanh tẩy pháp? Giang Sách nói rằng, hôm nay Giang Nam khu bị vẽ thượng tập đoàn khống chế lấy. Tất cả mạch máu kinh tế có thể nói, đều trưởng khống ở lấy vẽ thượng tập đoàn cầm đầu tổ chức trong tay đầu. Mặc kệ chúng ta thỏa hiệp không thỏa hiệp, cục diện như vậy đã tồn tại. Khẳng định như vậy là không được, cho nên, đề nghị của ta là cứng đối cứng. Nếu bọn họ tuyển trạch dạo phố thị uy, chúng ta đây cũng không cần kinh sợ, cứng rắn vừa xong cuối cùng. Dùng vũ lực mạnh mẽ chân áp. Đồng thời, chúng ta khai thông một con đường khác thay thế được đường. Thông chi toàn bộ Giang Nam khu hết thảy xí nghiệp, phía chính phủ sẽ mở rộng ra cánh cửa tiện lợi, chỉ cần có năng lực thay thế được những thứ này dạo phố thị uy công ty, như vậy phía chính phủ sẽ 120 to lớn chống đỡ. Muốn mới vừa, liền vừa xong cuối cùng. Cũng thừa dịp một cơ hội này, hoàn thành Giang Nam khu đại thanh tẩy. Đêm này bị vẽ thượng tập đoàn khống chế công ty, xí nghiệp, tập đoàn, gia tộc toàn bộ đều cho thủ tiêu. Một chiêu này, quá độc ác. Nguyễn Bình Xương nuốt nước miếng một cái, này bằng với Giang Nam khu hoàn thành một lần đại tẩy bài. Tắm tốt, Giang Nam khu kinh tế cũng sẽ không chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Tốn nửa năm là có thể khôi phục lại, nhưng nếu như tắm không tốt, đó chính là trở nên gay gắt nội bộ mâu thuẫn, Giang Nam khu triệt để bại liệt. Ngay cả cuốn năng lực cũng không có. Phi thường cấp tiến mạo hiểm cách làm. Thật muốn làm sao như vậy? Nguyễn Bình Xương có điểm không quyết định chắc chắn được. Hắn nhẹ nhàng bưng lên chén trà trên bàn, mắt nhìn mặt bàn, chợt uống một hớp lớn trà,
nhiều lần suy nghĩ trong đó lợi và hại quan hệ. Một gã đội trưởng đầy cõi lòng lo lắng nói rằng, Giang tiên sinh biện pháp này không phải không được, chính là phiêu lưu quá, chúng ta gánh nổi. Ít nhất, một ngày thất bại, chúng ta hết thảy đều muốn là quốc gia tội nhân. Nguyễn Bình Sương không phải là không ý nghĩ như vậy. Chỉ là, còn có tuyển trạch sao? Lúc này, Giang Sách cười nhạt, cho Nguyễn Bình Sương ăn một viên thuốc an thần, nói rằng, Nguyễn khu trưởng, ta kỳ thực còn có chuẩn bị ở sau. Tuyệt đối không chỉ là trở nên gay gắt mâu thuẫn, mạnh mẽ xào bài đơn giản như vậy. Nguyễn Bình Sương nhãn tình sáng lên, hỏi, hậu thủ gì? Giang Sách nói rằng, ta hiện tại trở nên gay gắt mâu thuẫn kỳ thực cũng không phải thật sự là mục đích, ta mục đích thực sự là muốn nhượng phiền thịnh bọn họ sản sinh tuyệt vọng, sau đó sẽ cho bọn hắn một tia hy vọng, cũng chính là hay là đánh một cái tát cho một táo ngọt. Đến lúc đó, na một tia hy vọng giống như là trong đêm tối một bó dương quang. Ta tin tưởng phiền thịnh hắn biết liều mạng muốn bắt lại. Đến đó cái thời điểm, ta chỉ cần sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ, là có thể nhượng phiền thịnh đem tất cả vấn đề đều tập trung ở thân liệt trên người. Tọa sơn quan hổ đấu vĩnh viễn là chúng ta, kiên quyết không thể làm cho thân liệt độc hưởng thành quả. Nguyễn Bình Sương vô cùng hiếu kỳ mà hỏi, Giang tiên sinh, ngài có thủ đoạn gì có thể nhượng phiền thịnh cùng thân liệt trở mặt thành thù? Giang Sách cười một tiếng, thủ đoạn này bây giờ còn không có phương tiện nói, bởi vì thật sự là có điểm thấp hèn. Bất quá Nguyễn khu trưởng cũng xin ngài tin tưởng ta, nhất định có thể dẹp loạn Giang Nam khu lúc này đây dung chuyển. Nguyễn Bình Sương hơi nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi. Đều đã đến tình trạng này, còn có cái gì lựa chọn nào khác? Làm. Hắn mở choàng mắt, ra lệnh, dựa theo Giang tiên sinh thuyết pháp đi làm, đối với này có can đảm khiêu chiến phía chính phủ để hạn phần tử phạm tội. Chúng ta kiên quyết sẽ không thỏa hiệp. Cho rằng pháp không phải trách chúng, náo thì có dùng. Ha ha, ta sẽ để cho bọn họ biết, người nào náo, ta sẽ làm người nào. Vẽ thượng tập đoàn tất cả chó săn, toàn bộ đều cho ta thủ tiêu rơi. Đạo mệnh lệnh này, tương đối quả quyết nghiêm khắc. Ở đây hết thảy đội trưởng đều đứng lên, la lớn tuân mệnh. Lập tức, tất cả đội trưởng trước sau ly khai phòng họp, dựa theo Giang Sách phương pháp đi làm, thế tất yếu cùng thân liệt, phiền thịnh bọn họ cứng rắn vừa xong cuối cùng, quyết không thỏa hiệp. Kế tiếp 2 giờ, có thể nói là Giang Nam khu từ trước tới nay nhất dung chuyển, hỗn loạn nhất 2 giờ. Phía chính phủ hạ nghiêm khắc nhất mệnh lệnh, yêu cầu hết thảy dạo phố thị uy người rút lui hết, nếu không. Có một coi là một cái, hết thảy đều bắt. Đồng thời phía chính phủ cho ra một cái công ty danh sách, Hồng Danh Đơn. Ở Hồng Danh Đơn trên xuất hiện tên công ty, đều là bị phía chính phủ để mắt tới, chuẩn bị thủ tiêu công ty, phía chính phủ thông chi, phàm là muốn thủ tiêu những công ty này cái khác xí nghiệp, công ty, gia tộc, tập đoàn. Hết thảy đều có thể chủ động hướng phía chính phủ xin thay đổi, chính sách chống đỡ. Ngay từ đầu, đại gia cũng đều nằm ở quan vọng trạng thái, sau lại, bởi vì mê hoặc quá lớn, đại gia ngồi không yên, nhao nhao xin. Không gian không phải thương, không buôn bán không gian dối. Những thứ này bình thường bị vẽ thượng tập đoàn đè nặng công ty, xem như tìm được một cái cửa ra. Bọn họ nhao nhao đứng ra. Đêm này từ vẽ thượng tập đoàn khống chế đại công ty cho thay thế được rơi, một nhà không được, vậy thập gia cùng nhau thay thế được. Trong khoảng thời gian ngắn, vẽ thượng tập đoàn nắm trong tay mạch máu kinh tế, bị chia ra càng ngày càng mỏng manh. Một hồi không nhìn thấy chiến tranh, đang ở Giang Nam khu triển khai. Mặc dù không có khói thuốc súng, nhưng mỗi người đều có thể cảm thụ được, chiến tranh, tàn khốc. Vẽ còn tập đoàn, chủ tịch phòng làm việc. Thân liệt ngáp một cái, như là mới vừa tỉnh ngủ giống nhau, rụi rụi con mắt, xem như ngủ một cái an giấc, không có ai ầm ĩ ta. Hắn nhấp một ngụm trà, nhìn về phía một bên bí thư hỏi, hiện tại làm sao một cái tình huống a? Nguyễn Bình Sương bọn họ là tuyển trạch thỏa hiệp vẫn là không ổn hiệp a? Bí thư giang tay ra, Nguyễn Bình Sương lưỡng giảng cũng không có tuyển trạch. A hát, Nguyễn Bình Sương nhưng thật ra rất cường ngạnh. Lựa chọn loại thứ ba phương thức cứng rắn vừa xong cuối cùng. Lập tức, bí thư đem Nguyễn Bình Sương tuyển trạch cùng với cục thế trước mặt cho thân liệt cặn kẽ nói một lần. Sau khi nghe xong, thân liệt cười ha ha. Hắn một bên cười một bên lắc đầu, đây chính là Nguyễn Bình Sương tuyển trạch. Ha ha,
hắn cho là hắn rất thông minh, rất cứng rắn. Chó má, nhất định chính là quá ngu xuẩn cách làm. Hắn làm như vậy, chỉ biết trở nên gay gắt mâu thuẫn, đem phía chính phủ cùng Phiền Thịnh bọn họ hoàn toàn đặt ở mặt đối lập. Cầu cấp khiêu tường, Nguyễn Bình Xương như thế từng bước ép sát, thật không đem Phiền Thịnh bọn họ coi ra gì à. Thân Liệt nhìn thoáng qua bí thư, lập tức cho Phiền Thịnh đánh một trận điện thoại, ta có lời muốn nói với hắn. Là, lập tức, bí thư liền cho Phiền Thịnh bấm một trận điện thoại, rất nhanh thì tiếp thông. Bên đầu điện thoại kia Phiền Thịnh có vẻ vô cùng tuyệt vọng. Quan phương thái độ là Phiền Thịnh căn bản không nghĩ tới, phía chính phủ tuyển trạch cứng rắn vừa xong cuối cùng, thứ này cũng ngang với đem Phiền Thịnh ép vào tuyệt lộ, Phiền Thịnh là chắc chắn phải chết rồi. Làm sao bây giờ? Vô giải. Uy, Thân Liệt, ngươi là đến xem ta chuyện Tiếu Lâm sao? Phiền Thịnh thanh âm phi thường uể oải. Tâm tắc, Phiền Thịnh ngươi cái này nói lời gì? Ta Thân Liệt là cái loại này biết bỏ đá xuống giếng người sao? Chúng ta dù sao cũng là ngồi ở trên một con thuyền nhân, ngươi xảy ra chuyện, ta làm sao có thể ngồi yên không lý đến? Ha ha, vậy ngươi dự định giúp thế nào ta? Ngươi nếu là cho rồi ta giải dược, ta cũng không cần cùng phía chính phủ mới vừa xuống phía dưới. Phiền Thịnh, ta nói rồi rất nhiều lần, ta không có giải dược. Vậy ngươi trả lại cho ta đánh giấm điện thoại của. Thân Liệt mặt lạnh, đè nén tức giận nói rằng, Phiền Thịnh ngươi bình tĩnh một chút. Ta đánh cái này thông điện thoại cho ngươi, là muốn nhắc nhở ngươi một câu không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Các ngươi tuyển trạch dạo phố thị uy, loại hành vi này thật sự là quá ôn nhu, một chút xíu lực uy hiếp cũng không có, cho nên phía chính phủ mới dám cứng rắn vừa xong cuối cùng, tùy ý chèn ép, thay thế được các ngươi. Hiểu không? Bên đầu điện thoại kia Phiền Thịnh không nói gì. Đáng sợ an tĩnh. Trầm mặc khoảng khắc, Thân Liệt tiếp tục nói, Phiền Thịnh, ngươi bây giờ ngay cả 24 giờ mệnh cũng không có, ngươi còn có cái gì có thể sợ? Xuất ra ngươi toàn bộ lực lượng. Cùng phía chính phủ làm a. Muốn cho Nguyễn Bình Xương biết sự lợi hại của ngươi, để cho bọn họ cảm thấy sợ, mới có thể cho ngươi giải dược. Phiền Thịnh lạnh giọng nói rằng, Thân Liệt, ngươi đừng tưởng rằng ta là ngu xuẩn, ta biết ngươi là đang ngồi núi xem hổ đấu, cố ý xúi dục ta đi cùng Nguyễn Bình Xương đấu, ngươi, thật là một cái gian trá tiểu nhân. Thân Liệt lúng túng gãi đầu một cái. Hắn điểm nhỏ này tâm tư bị người liếc mắt một cái thấy ngay. Bất quá, Phiền Thịnh dừng lại khoảng khắc, ngươi tuy là gian trá, nhưng có mấy lời nói vẫn có đạo lý. Ta lại phải chết, còn có cái gì có thể sợ? Lần nữa nhường đường sẽ chỉ làm phía chính phủ cảm thấy ta dễ khi dễ. Đi, ta sẽ nhường Nguyễn Bình Xương biết năng lượng của ta bao lớn. Đang ở Phiền Thịnh chuẩn bị cúp điện thoại trước, Thân Liệt cướp lời nói, chờ một chút, ta còn có một chuyện cuối cùng muốn nói cho ngươi. Nói. Kỳ thực lúc này đây phía chính phủ tuyển trạch cứng rắn vừa xong cuối cùng, cũng không phải là Nguyễn Bình Xương chủ ý, mà là Giang Sách chủ ý, Giang Sách mới là đầu sỏ gây nên. Hiện tại Giang Sách trốn bót cảnh sát, người sợ là không có cơ hội báo thù, bất quá đừng lo, thật vừa đúng lúc ta vừa vặn biết Giang Sách gia đình địa chỉ, lão bà của hắn, hai tử, nhạc phụ nhạc mẫu đều ở đây ra, phải làm sao, nhìn ngươi tâm tình. Một chiêu này thật là tổn hại thấu. Thân Liệt đem, mượn đao giết người, một chiêu này chơi đến rồi cực hạn. Nhưng lại mỗi lần đều mượn cùng một cây, đao, không mang theo thay đổi. Giang Sách, tốt, ta biết rồi. Phiền Thịnh cúp điện thoại. Tút tút tút. Thân Liệt nhìn điện thoại, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác, vui vẻ nguy. Giang Sách à Giang Sách, đây chính là ngươi theo ta đối nghịch hạ tràng. Ngươi đem đệ ta cho hãm hại tiến vào. Ta sẽ cả nhà ngươi làm chôn cùng. Giang Sách, ngươi cho rằng ngươi trốn bót cảnh sát thì không có sao. Ta Thân Liệt có thừa biện pháp cả ngươi, ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta, chờ chết a. Một bên khác, Phiền Thịnh ngồi ở ghế trên, đem điện thoại ném vào trên bàn, gọi tới ba gã thủ hạ. Đường đệ Phiền Cương, đồng minh viên Trấn Giang, công ty phó đồng Ngụy Minh. Ba người đứng ở Phiền Thịnh trước mặt. Mỗi người sắc mặt rất khó coi. Bọn họ khi biết quan phương thái độ sau đó, mỗi một người đều sốt ruột phá hủy. Bọn hắn cũng đều cùng Phiền Thịnh giống nhau bị phệ tâm phân phát cho khống chế được. Thật không có biện pháp giải quyết. Chỉ có chờ chết. Nào có người chờ chết,
sắc mặt còn có thể tốt nhìn. Phiền Cương phi thường chán trường hỏi, ca, dưới loại tình huống này, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phiền Thịnh nói rằng, nếu Nguyễn Bình Xương phải cùng chúng ta cứng rắn vừa xong cuối cùng. Có thể, vậy thì tới đi, cứng rắn vừa xong cuối cùng. Ngược lại ta sống bất quá ngày mai, một cái người phải chết, có cái gì đáng sợ? Nghe hắn nói như vậy, cái khác ba người trên mặt của toát ra vẻ tươi cười. Nếu đều là chết, không bằng oanh oanh liệt liệt làm một cuộc. Phiền Cương hỏi, ca, thế nào làm? Phiền Thịnh suy nghĩ khoảng khắc, giọng nói khẳng định nói, chúng ta chia ra ba đường. Viên Trấn Giang, người thông chí tất cả đồng minh công ty, không cần lại ôn hòa dạo phố thị uy rồi, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đi phá phách cướp bóc. Đem Giang Nam khu triệt để bừa bãi, bôi xấu, chúng ta không được sống yên ổn, cũng không thể nhượng người khác tốt qua. Viên Trấn Giang hai tay ôm quyền, tuân mệnh. Phiền Thịnh vừa nhìn về phía Phiền Cương, hạ mệnh lệnh, lão đệ, nhiệm vụ của ngươi tương đối vướng tay chân. Ở Viên Trấn Giang gây thời điểm, cảnh sát nhất định phải đem đại lượng cảnh lực phái đi ra ngoài trấn áp, ngươi liền mang theo một chi đội ngũ tinh anh đối với bót cảnh sát phát động tiến công, đem những thực vật kia người từ cảnh sát trong tay đoạt ra tới. Tiến công bót cảnh sát. Đây chính là một cái cuồng vọng lớn mật. Tính nguy hiểm 10 phần nhiệm vụ. Phiền Cương không có chút nào khiếp đảm, ngược lại có vẻ rất hưng phấn, liếm môi một cái, nói rằng, quá tuyệt vời, ta sẽ dẫn lấy người đem toàn bộ bót cảnh sát đều cho san bằng. Mới vừa cướp đi chúng ta người cứu mạng thuốc, chẳng cần biết hắn là ai. Ta đều sẽ không bỏ qua. Một cái như vậy tên điên cuồng, nhất định sẽ cho Nguyễn Bình Xương mang đến không tưởng được kinh sợ. Ngụy Minh hỏi, chia ra ba đường. Viên Trấn Giang phụ trách nháo sự, hấp dẫn hỏa lực, Phiền Cương phụ trách chủ công bót cảnh sát, cướp đoạt người sống đời sống thực vật, tốt lắm giống như không có chuyện là ta có thể làm. Phiền Thịnh lạnh mặt nói, không phải, người có một việc chuyện rất trọng yếu cần làm. Chuyện gì? Chúng ta sở dĩ sẽ đi cho tới hôm nay tình trạng này, toàn bộ đều là một cái tên là, Giang Sách, Vương Bát Đản làm hại. Hiện tại hắn trốn trong bót cảnh sát làm con rùa đen rút đầu. Thế nhưng người nhà của hắn vẫn còn ở bên ngoài. Ngụy Minh, ta cần ngươi làm, chính là đi đem Giang Sách một nhà già trẻ toàn bộ giết sạch. Yên lành chút cơn giận. Ngụy Minh hai mắt tỏa ánh sáng, tốt, chuyện này quấn ở trên người ta hiện tại thì mang theo tiểu đệ, đi đem Giang Sách tên khốn kiếp kia một nhà hết thảy giết sạch. Tất cả truyền đạt mệnh lệnh hoàn tất. Phiền Thịnh vung tay lên, đi thôi, đi náo a. Ngày hôm nay chúng ta muốn cho phía chính phủ biết, chúng ta tuyệt đối không phải cái gì trái hồng mềm, không phải hắn Nguyễn Bình Xương nghĩ thế nào chơi đều có thể. Tuân mệnh, Phiền Cương, Viên Trấn Giang, Ngụy Minh ba người trước sau ly khai phòng làm việc, dựa theo Phiền Thịnh nói đi làm. Giang Nam khu dung chuyển, ở thân liệt xui khiến dưới, ở Phiền Thịnh trong mệnh lệnh, triệt để đẩy về phía cao chiều nhất. Kế tiếp trong vòng mấy canh giờ, Giang Nam khu triệt để lộn xộn. Nguyên bản này thì uy du hành nhân lập tức thay đổi, trở nên luống cuống, phẫn nộ, kích động, gặp người đánh liền, thấy đồ đạc liền đoạt. Đối với Giang Nam khu tiến hành trình độ lớn nhất lên phá hư. Cũng trong lúc đó, toàn bộ Giang Nam khu nhiều địa vực đều xảy ra rung chuyển. Viên Trấn Giang ngồi ở một chiếc màu đen xốp bên trong xe, thống suất lấy tất cả rung chuyển, phụ trách, phái binh điều khiển, đem toàn bộ Giang Nam khu cho khuấy được kêu là một cái không có thiên lý. Giang Nam khu dân chúng đã không dám đi ra đại môn. Mỗi một người đều trốn trong nhà, đem đại môn cho khóa trái, bên trong phòng thậm chí cũng không dám bật đèn. Thế giới bên ngoài toàn bộ rối loạn. Cùng lúc đó, cảnh sát cho ra thái độ vô cùng cường ngạnh, đối với cái này dạng bạo động, cảnh sát phái ra đại lượng cảnh viên tiến hành trấn áp. Phàm là gây chuyện, toàn bộ bắt lại. Có phá phách cướp bóc tương đối ngoan, thậm chí biết đánh gục tại chỗ. Phía chính phủ cùng Phiền Thịnh, đã hoàn toàn nằm ở mặt đối lập, không có chút nào quay lại chỗ trống. Giờ này khắc này, ở bót cảnh sát bên trong phòng họp, Nguyễn Bình Xương tới lui lui đặc bộ, đối với trạng huống trước mắt cảm thấy lo lắng. Thỉnh thoảng sẽ nhận được lãnh đạo cấp trên điện thoại của, hỏi hiện trường tình trạng. Nguyễn Bình Xương hết khả năng đi ứng phó. Đang hoàn thành một trận điện thoại sau đó, hắn nhìn Giang Sách, nói rằng, hiện tại toàn bộ Giang Nam khu đều rối loạn, thật không biết như vậy dung chuyển sẽ kéo dài tới khi nào.
Giang Sách phi thường chấn định nói rằng, tối đa 18 canh giờ, khi ngày mai khi mặt trời lên, chính là Giang Nam khu giành lấy cuộc sống mới thời điểm. Chỉ mong a. Nguyễn Bình Sương là một chút lòng tin cũng không có, hắn không biết Giang Sách còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Chí ít hắn là nhìn không thấy cùng Phiền Thịnh còn có hòa giải có thể. Giang Sách nói rằng, không phải là cùng giải khai, mà là tha thứ. Nếu như Phiền Thịnh bọn họ chiếm thượng phong, chúng ta đây thì sẽ hoàn toàn thua trận chiến tranh này, chỉ có chúng ta chiếm thượng phong, mới có tư cách đi theo Phiền Thịnh bàn điều kiện. Một trận chiến này, chỉ cho phép thắng không cho phép bại. Vừa lúc đó, cảnh viên vội vã chạy tới, đầu đầy mồ hôi nói rằng, Nguyễn khu trưởng, không xong, bên ngoài tới mấy trăm người, đối với bót cảnh sát phát động tiến công. A, Nguyễn Bình Sương hách liễu nhất đại khiêu, hắn thật không có nghĩ đến sẽ có cục diện như vậy. Hắn cho rằng Phiền Thịnh tối đa chính là đối với Giang Nam khu tiến hành phá phách cướp bóc, làm phá hư, phát tiết một chút bất mãn trong lòng. Hắn là thật không có nghĩ đến Phiền Thịnh cư nhiên chơi cái điệu hổ ly sơn. Vì trấn áp này người gây chuyện, bót cảnh sát trọng binh đều đã phái đi ra ngoài rồi, còn dư lại điểm ấy binh lực sợ là khó có thể chống lại mấy trăm người tiến công. Tuy là bọn họ có súng, nhưng nhân số hoàn cảnh xấu quá. Nguyễn Bình Sương sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm, Phiền Thịnh a Phiền Thịnh, ngươi thật là gan quá lớn rồi, ngay cả bót cảnh sát cũng dám tiến công, ngươi triệt để điên rồi. Lúc này Phiền Thịnh đường đệ Phiền Cương đang mang theo gần 200 người tiến công bót cảnh sát, mục đích của bọn họ chỉ có một, đem người sống đời sống thực vật cho đoạt ra tới. Mặc dù là đoạt không được, cũng muốn giết chết vài cái cảnh sát, thậm chí đem Giang Sách, Nguyễn Bình Sương giết chết, đưa cho bọn hắn làm chịu tội thay. Thật đem người ép, ai sợ ai a? Phiền Cương trời sinh chính là một cái liều mạng người mạnh. Lúc này đây xem như chờ đến cơ hội yên lành làm ầm ĩ một lần. Hắn đứng một chiếc sấp trên đỉnh, trong tay đầu cầm một thanh đại khảm đao, không ngừng quơ, hét to, khích lệ thuộc hạ những người đó đem hết toàn lực đi xung phong. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải tay không tới. Hơn 20 chiếc đẩy thổ kỳ lái tới, đối với bót cảnh sát phát động mãnh liệt tiến công, đây là bọn hắn nhân sinh sau cùng điên cuồng. Cảnh sát ngay từ đầu còn dùng kèn đồng khuyến cáo bọn họ không nên sằng bậy, thế nhưng căn bản cũng không có người nghe. Đẩy thổ khi liều mạng tiến công lấy. Cảnh sát mới ý thức tới đám này tội phạm đã triệt để điên rồi. Có vài tên cảnh viên nổ súng xạ kích, ý đồ dùng thương tới tiến hành uy hiếp. Ai biết một chiêu này cũng không tiện sử dụng. Đối với cái này chút thứ liều mạng mà nói, tiếng thương, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm điên cuồng. Các huynh đệ, cho ta xông. Phiền Cương hét to, quơ trong tay đại khảm đao. Làm cho các huynh đệ của hắn điên cuồng xung phong. Đẩy thổ kỳ không ngừng hướng bên trong tiến công, phía sau còn có một đại bang quơ đại khảm đao tội phạm, tràng diện căn bản là không cách nào khống chế. Bởi vì 90% cảnh lực đều điều đi, cho nên bây giờ bót cảnh sát vô cùng không. Phiền Thịnh tuyển trạch dẫn xa xuất động, điệu hổ ly sơn đấu pháp, nói thật ra, thật vẫn có điểm binh ra mùi vị, đáng tiếc vô ích ở chính đồ trên. Hiện tại phía chính phủ mặc dù là muốn lâm thời điều binh qua đây cũng không kịp. Đến khi đại quân chạy tới, bót cảnh sát sợ là sớm đã bị bắt lại. Nghe ngoài phòng na từng tiếng reo hò, nhìn na đẩy thổ khi điên cuồng tấn công thanh âm, nhìn từng thanh ngân lắc lư đại khảm đao dơ lên trời bộ dạng. Nguyễn Bình Sương trong lòng hối hận. Sớm biết sẽ đem mâu thuẫn cho trở nên gay gắt đến trình độ này, hắn thì không nên xúc động như vậy nghe Giang Sách ý kiến. Hiện tại, hắn nên vì sự vọng động của mình giấy tính tiền. Vừa lúc đó, Giang Sách đứng dậy nói rằng, Nguyễn khu trưởng, ai làm nấy chịu, ta cho ra chủ ý, hiện tại làm thành cục diện này, vậy thì do ta tới thu thập. Ngươi tới thu thập? Làm sao thu thập? Nguyễn Bình Sương lắc đầu cười khổ, nói rằng, Giang tiên sinh, ta biết ngài đã từng là tu la chiến thần, thân thủ tương đương lợi hại. Thế nhưng ngươi lợi hại hơn nữa, lại có thể đánh. Cũng chỉ là một người, ngươi xem một chút bên ngoài na ô trung tâm phần tử phạm tội, ngươi song quyền nan địch tứ thủ a, huống chi bọn họ còn có đẩy thổ kỳ. Thích ứng đã đến tình trạng này, Giang Sách không còn có ẩn giấu đi cần phải. Hắn mỉm cười, nói rằng, ta không riêng đã từng là tu la chiến thần. Hiện tại, vẫn là tu la chiến thần. Trong giọng nói,
hắn từ trong túi áo lấy ra một khối tường ấn đặt lên bàn. Vừa nhìn thấy na tường ấn, Nguyễn Bình Xương cả người cũng không tốt, hai chân như nhũn ra, đầu váng mắt hoa. Đó là chiến thần tường ấn. Tu La chiến thần tường ấn. Sở hữu khối này tường ấn liền ý nghĩa Giang Sách vẫn là cái kia không gì không thể chiến thần, điểm này là Nguyễn Bình Xương tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn không dám tin nhìn Giang Sách. Giang tiên sinh, không phải, chiến thần, ngài không phải đã sa thải rồi chiến thần vị sao? Vì sao còn có thể cất giữ khối này tường ấn? Sa thải rồi, liền không thể lấy thêm trở về sao? Giang Sách cười nhạt, ta cũng không có cần phải tiếp tục lừa gạt ngươi, ở kinh thành trong khoảng thời gian này, ta đã cầm lại rồi chiến thần vị, bây giờ ta. Như trước thống suất vạn quân. Nghe thế dạng nói, Nguyễn Bình Xương lập tức nên cái gì còn không sợ rồi. Lấy Giang Sách chí mưu, lại thống suất vạn quân. Vậy thế giới này trên sẽ không tồn tại còn có thể uy hiếp được Giang Sách sinh mạng người, cùng Giang Sách sống chung một chỗ, chính là an toàn nhất. Quả nhiên, Giang Sách lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại. Điện thoại lập tức chuyển được. Thống suất. Thần La Thiên Trinh, tiến công. Là. Cúp điện thoại, Giang Sách mạn bất kinh tâm đi tới bên cửa sổ. Đem cửa sổ đẩy ra. Nhìn về phía bót cảnh sát cửa chính, nhìn này vẫn ở chỗ cũ điên cuồng nháo sự. Cho rằng có thể đem bót cảnh sát công chiếm xong người tới. Bọn họ còn không biết, thiên, sẽ sập xuống. Nguyễn Bình Xương cũng đi tới bên cửa sổ, cùng Giang Sách cùng nhau hướng phía bên ngoài nhìn sang. Đang đợi không đến 20s sau đó, Nguyễn Bình Xương thấy được hắn đời này rung động nhất tràng diện, chỉ thấy thông hướng bót cảnh sát ba cái chủ kiền đạo nguyên bản còn không có một bóng người. Đột nhiên liền toát ra đen như mực một đám người lớn. Toàn bộ đều là thân thể cường tráng chiến sĩ. Bọn họ từng cái trong tay đều cầm cái khiên cùng côn cảnh sát, không hề có bất kỳ thứ gì khác. Ba cái chủ kiền đạo, cộng lại được có gần ngàn người. Gian khổ áp thành thành muốn thúc giục. Gần ngàn người gia nhập vào chiến trường, làm cho cả cục diện ở ngắn ngủi trong nháy mắt liền sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản hoàn toàn chiếm giữ ưu thế phiền cương. Lúc này phát hiện mình lọt vào một vòng vây. Bót cảnh sát bên này này còn dư lại cảnh sát vẫn còn ở liều mạng chống lại, sau lưng mỗi bên cái thông lộ lại bị thần La Thiên Trinh lấp kín. Hắn, tiến thối lưỡng nan. Người bình thường nếu như gặp phải tình huống như vậy, sợ là sẽ phải sợ đến trực tiếp đã hôn mê, nhưng phiền cương không có. Hắn hai mắt màu đỏ tươi, hưng phấn không thôi. Tốt, không ít người tới a, thực sự là quá tuyệt vời. Ngày hôm nay, lão tử sẽ yên lành với các ngươi kiền nhất giá. Nói, phiền cương từ sớp mặt trên nhảy xuống tới. Sau đó cô đại khảm đao hướng về phía thần La Thiên Trinh đại quân đi tới, không có chút nào thích ý. Này tiểu đệ bị hắn, tinh thần, cổ võ, toàn bộ đều đi theo phía sau hắn. Làm liền một chữ. Song phương hơi chút tiếp xúc, liền trực tiếp làm. Khảm đao không cần tiền hướng thần La Thiên Trinh trên tấm thuẫn chặt đập tới. Này xe ủi đất vẫn còn ở điên cuồng tấn công lấy, phiền cương mang theo thủ hạ của hắn liều chết đánh một trận. Tiến hành phản kháng cuối cùng. Ở phiền cương xem ra, hành vi của hắn là phi thường anh dũng. Tại hắn trong đầu, hắn là người anh hùng, là một cái có thể lưu danh bách thế, bị hậu nhân thường thường nhắc tới đại nhân vật. Trên thực tế hắn sai rồi. Hắn chung quy cũng chỉ là một cái hữu dũng vô mưu mãng phu, thậm chí hắn ngay cả mãng phu cũng không tính. Bởi vì hắn ngay cả cơ bản nhất kỹ xảo chiến đấu cũng không cụ bị. Bình thường đánh lộn, hắn đều là ỷ vào nhiều người khi dễ người thiếu, tuyệt đại đa số thời điểm đều là người khác ngồi chồm hổm dưới đất bị hắn quất tát tai. Đánh này không hề sức đối kháng nhân, phiền cương là rất có một bộ. Thế nhưng làm cho hắn thực sự cùng thần La Thiên Trinh loại huấn luyện này có làm đội ngũ đối kháng, hắn liền có vẻ quá yếu ớt bất lực. Giống như là tiểu hài tử cầm món đồ chơi đao đang cùng đại nhân đánh lộn giống nhau. Ngây thơ, nực cười. Chưa từng các loại thần La Thiên Trinh nhân động thủ, phiền cương tự cầm khảm đao chém vài chục cái sau đó, liền thở hồng hộc, ngay cả đao đều không cầm được. Ầm một tiếng, đao rơi vào trên mặt đất. Một gã chiến sĩ nhấc chân liền đoán, trực tiếp liền đem phiền thịnh cho đá ra xa 7, 8 mét. Hắn cái ót nện ở bị đẩy thổ khi phá hư bén nhọn trên tảng đá, thổi phù một tiếng, bị mất mạng tại chỗ. Trời làm bậy thì còn sống được,
tự mình làm bậy thì không thể sống được. Phiền vừa xong chết cũng không dám tin tưởng mình là như vậy không còn dùng được, trong lòng hắn, vẫn cho là chính mình cỡ nào có thể đánh, so với Hoàng Phi Hùng, Hoắc Nguyên Giáp còn có thể đánh. Trên thực tế, hắn ngay cả khảm đao đều cầm bất ổn. Na khảm đao vẫn còn có chút phân lượng, bình thường không có hảo hảo rèn đúc qua nói, muốn qua một trận chém lung tung vẫn rất có khó khăn. Phiền vừa mới chết sẽ chết tại hắn quá tin tưởng mình. Người cầm đầu, vừa chết, còn dư lại những người đó cũng có chút hoảng loạn thất thố. Kế tiếp, thần La Thiên Trinh như giống như ăn cháo, đem toàn bộ tội phạm đều cho trấn áp lại. Gần 200 người, một cái chưa từng chạy mất. Này trốn máy ủi đất bên trong kiên quyết không đầu hàng, phản kháng rốt cuộc, toàn bộ đều cho cảnh sát dùng đấu súng ngã xuống, tránh cho tạo thành lớn hơn nhân viên thương vong. Toàn bộ quá trình tổng cộng tiến hành rồi không đến 40 min, hiệu suất tương đối cao. Phiền mới vừa thi thể bị khiêng đi. Một hồi khôi hài buồn cười tiến công, cứ như vậy tuyên cáo kết thúc. Bên trong bót cảnh sát, Nguyễn Bình Sương phi thường bội phục giơ ngón tay cái lên, chiến thần ngài điều giáo đi ra đội ngũ, vẫn là như vậy không thể phá vỡ, cường, thật sự là quá mạnh mẽ. Giang Sách không nói gì, lặng lặng ngồi xuống, chờ đợi một hồi thắng lợi tin chiến thắng. Rất nhanh, phiền mới vừa tin qua đời liền truyền đến ca ca hắn phiền thịnh trong tai. Phiền thịnh mắt đều đỏ. Hắn từ nhỏ đã cùng đệ đệ hai người quan hệ phi thường tốt, thật sự là không nghĩ tới. Bây giờ đệ đệ biết lấy phương thức như vậy ly khai trong cuộc sống. Phiền thịnh vi vi ngẩng đầu lên, không cho nước mắt chảy ra tới. Một lát sau, hắn mở mắt, đại não đã hoàn toàn bị phẫn nộ khống chế, lập tức cho Ngụy Minh bấm một trận điện thoại. Chủ tịch, chuyện gì? Ngươi tìm được Giang Sách nhà sao? Tìm được. Lập tức hành động, đem Giang Sách toàn ra trên dưới, không còn một mống toàn bộ giết chết. Tuân mệnh. Nhận được chỉ thị sau đó, Ngụy Minh cũng không khách khí. Hắn rút ra một cây chủy thủ, mang theo chừng 30 người hướng Giang Sách nhà phương hướng đi tới. Trước đã kiểm tra được rồi, trong nhà cũng chỉ có 4 chiếc người, theo thứ tự là Đinh Mộng Nghiên, Đinh Khải Núi, Tô Cầm cùng với Giang Sách vậy còn ở trong tã lót nữ nhi Giang Ngọc Dĩnh. Lão nhân, nữ nhân cùng hài tử. Như vậy 4 người, dễ dàng là có thể giải quyết rơi. Bất quá. Ngụy Minh còn có những thứ khác ý tưởng. Hắn nghe nói Giang Sách lão bà Đinh Mộng Nghiên dáng dấp xinh đẹp vô cùng, điểm ấy đốt trong lòng hắn nho nhỏ hỏa diễm, chuẩn bị đang lộng chết Đinh Mộng Nghiên trước tái hảo hảo hưởng thụ một phen. Giang Sách, như thế này liền cho ngươi gửi đi mấy tờ lão bà ngươi kêu khóc cầu xin tha thứ ảnh chụp, hắc 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 hắc. Hắn thô bỉ nở nụ cười. Đang ở Ngụy Minh mang người muốn đi đến Giang Sách cửa nhà thời điểm. Từ bên cạnh đường nhỏ bên trong đi tới 4 gã nam tử, từng cái đều nhìn qua như là lóng lánh ánh sáng màu vàng giống nhau. Ân. Ngụy Minh dừng bước lại, nhìn che ở trước người 4 người, mặt lạnh hỏi, các ngươi là ai a? 4 nam nhân trước sau mở miệng. Ma Yết, Song Tử, Sư Tử, Xạ Thủ. Ngụy Minh nhíu mày một cái, đây là tên của người sao? Nghe kỳ kỳ quái quái. Hắn cũng không có đem 4 người này để vào mắt, dù sao liền 4 người mà thôi, cạnh mình có chừng 30 người, 8 cái đánh một cái còn có thể đánh không lại. Hắn phất phất tay, ta bất kể các ngươi là ai, mau cút cho ta, nếu không. Không đợi hắn nói xong, xạ thủ giơ tay lên chính là một mũi tên. Thổi phù một tiếng, tên hoa phá trường không, chi tế quán xuyên Ngụy Minh đầu gối. Một mũi tên xuống phía dưới. Ngụy Minh trực tiếp an vị ở trên mặt đất, đau phát sinh giết lợn vậy tiếng kêu thảm thiết. A, à, thanh âm kia, vô cùng thê thảm, khiến người ta nghe xong tê cả da đầu. Giết chết bọn họ, giết chết bọn họ. Ngụy Minh hạ nghiêm khắc nhất mệnh lệnh, sau lưng tiểu đệ đương nhiên làm theo, toàn bộ đều quơ dao găm xông tới. Sư tử tốc độ nhanh nhất, xung trận ngựa lên trước vò tới, trong nháy mắt đánh gục hai người. Ma Yết kỹ xảo chiến đấu cực cao, đều nhìn không thấy hắn là làm sao xuất thủ, bên người hai người gục xuống tới. Còn như Song Tử, hắn chính là một cái khát máu quái vật. Huyết, ta muốn huyết. Song Tử giống như là ác ma thông thường, điên cuồng công kích, trong khoảnh khắc, 7-8 người đã bỏ mạng tại hai chảo của hắn phía dưới. Còn lại mấy cái bên kia cá lọt lưới, muốn trốn chạy,
bị xạ thủ một mũi tên theo một mũi tên đá bồi, quỳ rạp trên mặt đất thống khổ chu lên. Ngắn ngủi 10s thời gian, chừng 30 người, toàn quân bị diệt. Nói thật ra, chỉ những thứ này người, toàn bộ cộng lại cũng không đủ bọn họ bất cứ người nào nhét kẻ răng, bốn người đồng loạt ra tay thật sự là có điểm lãng phí. Giang Sách một hơi thở an bài bốn gã hoàng kim tới bảo vệ người nhà, cũng là không hy vọng lần trước nữ nhi bị điều túi sự tình phát sinh nữa. Kết thúc chiến đấu sau đó, sư tử đi tới một cước giẫm nát Ngụy Minh trên đầu gối, đau hắn suýt chút nữa tại chỗ liền đã hôn mê. Sau đó, sư tử cầm lấy Ngụy Minh điện thoại di động, đầu tiên là chụp một tấm ảnh chụp gửi cho Phiền Thịnh, một lát sau, hắn trực tiếp gọi tới, điện thoại ở tút 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 vài tiếng sau đó tiếp thông. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Phiền Thịnh thanh âm tức giận, ngươi là ai? Giang Sách sao? Sư tử dùng tục tằng thanh âm hồi đáp, ngươi không cần phải xen vào chúng ta là người nào. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, người của ngươi thực sự quá không còn dùng được, tin tưởng vừa mới phát hình của ngươi ngươi cũng thấy đấy, 30 mấy người, toàn quân bị diệt. Phiền Thịnh, ta hy vọng ngươi nhiều an bài một vài người qua đây, liền chút người này, không đủ chúng ta phân a. Nói xong, hắn trực tiếp ném xuống điện thoại, một cước thải toái. Thật là quá kiêu ngạo quá không đem người để ở trong mắt. Lại có thể có người chủ động cho Phiền Thịnh gọi điện thoại, yêu cầu Phiền Thịnh nhiều an bài một vài người tay, cái này căn bản không có đem Phiền Thịnh để vào mắt ha. Loại yêu cầu này, cũng là Phiền Thịnh cả đời cũng không có đã gặp. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, liền Giang Sách trong nhà vậy không có bất kỳ chiến đấu nào năng lực bốn chiếc người, cư nhiên đem Ngụy Minh dẫn đi hơn 30 tinh anh đều giết chết rồi. Quá bất khả tư nghị. Kỳ thực hắn nào biết đâu rằng, giết chết Ngụy Minh, là 12 sao tỏa. Giang Sách vương bài. Phiền Thịnh ngồi ở phòng làm việc ghế trên, tức giận một quyền lại một quyền nện ở trên bàn làm việc. Hắn nhưng thật ra rất muốn lại an bài nhân thủ đi qua, nhưng căn bản không có nhân viên nha. Trên cơ bản tất cả mọi người bị hắn phái đi ra ngoài tiến công bót cảnh sát. Kết quả rồi cái toàn quân bị diệt. Hiện tại toàn bộ công ty chưa từng mấy người rồi. Cho dù có, cũng là một ít không hề sức chiến đấu thành phần tri thức. Ngươi không thể trông cậy vào bọn họ cho ngươi xông pha chiến đấu. Phiền Thịnh, cái này làm cả đời đại lão nam nhân, lần đầu tiên cảm nhận được tuyệt vọng. Rất nhanh, hắn nghe được người cuối cùng bi thảm tin tức phụ trách ở Giang Nam khu chế tạo nổi loạn viên Trấn Giang, bị đánh gục tại chỗ. Tất cả minh quân, triệt để rơi vào tay giặc. Quả nhiên, cùng phía chính phủ đối kháng chính diện là không có cái gì tốt kết quả, Phiền Thịnh cảm nhận được quan phương thực lực chân chính. Hắn cho rằng chia ra ba đường có thể mang đến rất tốt hiệu quả. Nào ngờ, ba đường toàn bộ thất bại. An bài đi ra ba gã, đại tướng, toàn bộ chết trận. Phiền Thịnh, tuyệt vọng ngồi ở ghế trên, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Trong đầu trống rỗng, hắn đã không có bất luận cái gì sống tiếp niệm đầu, tử vong là nhất định. Tuy là hắn còn không muốn chết, nhưng hắn không có năng lực còn sống. Có nữa mấy giờ, hắn thì độc sẽ phát bỏ mình. Tất cả, đều xong. Cùng lúc đó, ở trong bót cảnh sát, Nguyễn Bình Sương mặt mày hớn hở, cười đến đều nhanh hợp bất long chủy. Hắn hưng phấn không thôi nói, ba trận chiến toàn thắng, Phiền Thịnh cơ quan tính hết, cuối cùng toàn bộ thất bại. Chiến thần, ngài kế sách thật là quá tuyệt vời. Cái gì kế sách bổng? Nói trắng ra là, chính là song phương thực lực không cân bằng, Giang Sách nghĩ thế nào chơi đều có thể. Chân chính kế sách, kỳ thực ở phía sau. Giang Sách nói rằng, Phiền Thịnh chết là đã định trước, nhưng chỉ gần diệt trừ Phiền Thịnh là không đủ. Giang Nam khu lớn nhất sâu mọt nhưng thật ra là vẽ còn tập đoàn, là thân liệt, chúng ta phải giải quyết rơi thân liệt mới có thể. Nguyễn Bình Sương thở dài, điểm này ta làm sao không biết. Chỉ là thân liệt thực lực càng mạnh, muốn diệt trừ không dễ dàng a. Hơn nữa vẽ còn tập đoàn không chỉ có riêng ở Giang Nam khu sở hữu thế lực, bọn họ ở toàn quốc các nơi thế lực đều rất cường, đặc biệt ở Yến Thành, cơ bản cũng là bọn họ định đoạt. Đơn giản giết chết Phiền Thịnh, sợ là sẽ phải làm cho phía chính phủ cùng vẽ còn tập đoàn đứng ở mặt đối lập, sau này chuyện phiền toái biết càng nhiều. Về điểm này, Giang Sách tự nhiên cũng là muốn đến rồi. Hắn nhẹ nhàng cười, nói rằng, cho nên, đã muốn thân liệt đi tìm chết, lại không thể chúng ta động thủ. Nguyễn Bình Sương cũng cười,
hỏi, chiến thần ngài cái này có điểm ý nghĩ kỳ lạ rồi, chúng ta không động thủ còn có ai có thể động thủ? Phiền Thịnh sao? Giang Sách không nói gì, chỉ là dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Nguyễn Bình Xương. Nguyễn Bình Xương bị nhìn toàn thân khó chịu, nuốt nước miếng một cái, nói rằng, không phải đâu, chiến thần. Ngài thực sự dự định làm cho Phiền Thịnh động thủ. Hắn hiện tại hận chết chúng ta, không có khả năng theo chúng ta đồng minh. Giang Sách từ tốn nói, trước ta cũng đã nói, hay là đồng minh, cũng không phải là thực sự đồng minh, mà là chúng ta tuyển trạch, tha thứ, Phiền Thịnh các loại làm ác. Bây giờ Phiền Thịnh nhất định là tuyệt vọng, nếu như lúc này chúng ta cho hắn một điểm ánh mặt trời, hắn sẽ liều mạng muốn bắt lại việc này đi xuống duy nhất hy vọng. Đồng minh, đã không phải là hắn có nguyện ý hay không sự tình rồi, mà là chúng ta vui không vui cho. Nguyễn Bình Xương bị nói sửng sốt một chút, không phải rất rõ ràng. Hắn chợt nhớ tới, chiến thần, ngài trước nói qua ngài còn có một chiêu, chuẩn bị ở sau, là chuẩn bị hiện tại dùng sao? Là, ngươi nói, cái này chuẩn bị ở sau có điểm thấp hèn. Đối với, na, cụ thể phải làm sao a? Giang Sách khẽ cười một tiếng, nếu thân liệt có thể mượn đao giết người, chúng ta vì sao liền không thể cũng mượn đao giết người? Ngược lại đao là ở chỗ này, người nào mượn không phải mượn. Hắn chỉ điện thoại trên bàn làm việc, nói rằng, Nguyễn khu trưởng, xin cho Phiền Thịnh đánh tới một chiếc điện thoại, ta có lời muốn nói với hắn. Tốt! Nguyễn Bình Xương lập tức cầm điện thoại lên đã gọi đi. Chuông điện thoại ước chừng vang lên được có một phút đồng hồ, đầu kia chỉ có tiếp thông, có thể nhìn ra được thời khắc này Phiền Thịnh có bao nhiêu quấn quýt cùng bất lực. Nguyễn Bình Xương đưa điện thoại cho rồi Giang Sách. Giang Sách không có gấp nói, mà là cùng Phiền Thịnh đồng thời giữ yên lặng, cái này trầm mặc, khiến người ta lúng túng muốn chết. Một phút đồng hồ sau, Giang Sách sốt cục nói ra câu nói đầu tiên. Ta là Giang Sách. Sau đó là câu nói thứ hai, một câu làm cho Phiền Thịnh có thể làm chàng nhảy dựng lên lời nói. Cho ngươi đánh cái này thông điện thoại, là muốn cho ngươi ngón tay con đường, một cái sống tiếp đường. Lúc này Phiền Thịnh cũng sớm đã đối với, sống sót, không ôm bất kỳ hy vọng nào, duy nhất có thể làm, chính là lặng lặng đợi tử vong đã tới. Không phải là bị bắt, chính là độc phát thân vong. To lớn tuyệt vọng làm cho hắn trở nên giống như một tử thi, ngay cả cuối cùng phản kháng khí lực cũng không có. Mà lúc này đây, Giang Sách lại nói cấp cho hắn một cái sống tiếp đường. Cái này rất có ý tứ. Người đang cực đoan tuyệt vọng dưới tình huống. Một ngày có người cho hắn mở ra một chút xíu cửa sổ, lậu tiến đến cho dù là vi bất túc đạo một chút xíu quang mang, cũng sẽ làm cho hắn đột nhiên tỉnh lại đi. Không có ai thực sự muốn chết. Chết, đó là bởi vì sống không nổi, nếu như còn có một chút hy vọng sống sót, người nào lại nguyện ý chết đi. Phiền Thịnh đại não cũng đã không bình tĩnh rồi, đều đến lúc này, mắt thấy trên người hắc sắc phần càng ngày càng nhiều, hắn cái gì đều không để ý tới. Ngươi không phải đang gạt ta. Giang Sách nói rất khẳng định nói, dĩ nhiên không phải lừa ngươi, lúc này là lúc nào rồi rồi. Ta không biết làm chuyện nhàm chán như vậy tình, bất quá ta cũng chỉ là cho ngươi vạch một con đường mà thôi, còn như con đường này có đi hay không được thông, thì nhìn chính ngươi. Phiền Thịnh nuốt nước miếng một cái, hỏi, ngươi nói, đến cùng này đường sống là cái gì? Giang Sách hồi đáp, kỳ thực rất đơn giản, ngươi đã trúng rồi phệ tâm tán. Duy nhất có thể sống được phương pháp chính là thu hoạch giải dược. Ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn đem người sống đời sống thực vật cho đoạt ra đi, mục đích cũng là như vậy. Nhưng người sống đời sống thực vật số lượng hữu hạn, ngươi coi như đoạt lại đi, có thể sử dụng mấy lần. Hơn nữa chính ngươi cũng sẽ không phối trí giải dược, cho nên đề nghị của ta là, ngươi nên từ một người khác trên người thu hoạch giải dược, càng thêm bảo hiểm. Người nào? Thân liệt, độc là hắn xuống. Trên người của hắn giải dược mới là an toàn nhất có thể dựa nhất. Phiền Thịnh nở nụ cười, nếu như thân liệt có giải dược lời nói, người nghĩ rằng ta còn có thể bị ép làm nhiều chuyện như vậy sao? Giải dược của hắn, đều bị các ngươi cho chặn được rồi. Ta biết, Giang Sách tiếp tục nói, hiện nay thân liệt trên người là không có có giải dược, thế nhưng phụ thân của hắn Lão Thiên Tôn bên kia, nhưng là có giải dược a. Lão Thiên Tôn, hắn không chịu cho. Dưới tình huống bình thường hắn là không chịu cho, nhưng nếu như con trai bảo bối của hắn nguy hiểm đến tánh mạng lời nói,
hắn còn không chịu cho sao? Giang Sách lời đã nói đủ trực bạch, còn kém chỉ mặt gọi tên làm cho phiền Thịnh đi bắt cóc thân liệt, bức bách lão thiên tôn xuất ra giải dược. Hắn tiếp tục nói, phiền Thịnh, đây là ngươi sau cùng cũng là duy nhất đường sống, lời của ta đã nói đến nơi đây, phải làm sao, chính ngươi quyết định. Nói xong, Giang Sách cúp điện thoại. Phiền Thịnh rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, hắn làm sao quên còn có con đường này có thể đi. Cùng với mạo hiểm nguy hiểm to lớn đi Nguyễn Bình Xương bên kia đoạt người sống đời sống thực vật, không bằng trực tiếp đem thân liệt bắt cóc rồi, bức bách lão thiên tôn giao ra giải dược. Tuy là làm như thế phiêu lưu như trước rất lớn, nhưng phiền Thịnh một kẻ hấp hối sắp chết, vẫn còn ở tử cái gì. Nếu như thành công đương nhiên được. Mặc dù thất bại, vậy cũng không sao cả. Phiền Thịnh mang theo thân liệt cùng lên đường không phải tốt. Phải biết rằng, phiền Thịnh sẽ đi cho tới hôm nay bước này toàn bộ đều là bị thân liệt làm hại. Có cửu báo cửu có oan báo oan. Phiền Thịnh ngay lập tức sẽ phấn chấn đứng lên, tỉ mỉ kiểm kê những người còn lại tay. Muốn mạnh mẽ tiến công vẽ còn tập đoàn là không thể nào, nhưng nếu như làm đánh bất ngờ, vậy những thứ này nhân hay là đầy đủ. Thân liệt, ngươi làm hại ta đây sao thảm, là thời điểm trả giá thật lớn. Cùng lúc đó, ở trong bót cảnh sát, Giang Sách nhẹ nhàng để điện thoại xuống, trên mặt không có chút nào nụ cười, nhưng thật ra bên cạnh Nguyễn Bình Xương đã sớm cười miệng tâu tuét rồi. Hắn giơ ngón tay cái lên, nói rằng, chiến thần, ngài một chiêu này thật là có chế nhạo. Bất quá, cũng quả thực rất hữu hiệu, cũng là mượn đao giết người. Phiền Thịnh có thể mượn, chúng ta đương nhiên cũng có thể mượn. Hiện tại chúng ta có thể cái gì cũng không cần làm, tọa sơn quan hổ đấu. Xem phiền Thịnh cùng thân liệt hai người đấu nữa. Giang Sách khoát tay áo, nói rằng, không thể chỉ là tọa sơn quan hổ đấu, chúng ta phải làm chút chuyện. A hát, ta sao ngươi còn muốn làm cái gì? Giang Sách nói rằng, nếu như phiền Thịnh bắt không được thân liệt, càng hoặc là phiền Thịnh bị thân liệt giết, kia đối với chúng ta mà nói ý nghĩa không lớn. Chúng ta bây giờ hy vọng thấy nhất kết cục chính là bọn họ chó cắn chó, cùng nhau bỏ mạng. Thế nhưng căn cứ hiện nay thực lực của hai bên chênh lệch, phiền Thịnh nhất định là không làm được, cho nên ta phải âm thầm trợ giúp hắn, bảo đảm phiền Thịnh có thể làm rơi thân liệt. Chỉ có thân liệt chết, Giang Nam khu vẽ còn tập đoàn mới có thể triệt để suy sụp, Giang Nam khu mới có thể chân chính bắt đầu trùng kiến, sống lại. Nguyễn Bình Xương có điểm sợ nhìn Giang Sách. Quả thật, Giang Sách đích phương pháp xử lý quả thực rất tuyệt, nhưng là làm cho cảm thấy lạnh như băng sợ hãi. Nguyễn Bình Xương cảm giác trước mắt cũng không phải là một người, mà là lãnh khốc tu la, chủ tể giết chóc. Lạnh như băng khiến người ta khó có thể tới gần, Nguyễn Bình Xương cả đời cũng không muốn cùng người như thế là địch, thật là đáng sợ. Thảo nào Giang Sách phong hào là tu la chiến thần, cho tới giờ khắc này. Nguyễn Bình Xương mới đúng Giang Sách có chân chính thanh tỉnh nhận thức. Hắn nói rằng, chiến thần, vậy ngươi dự định cụ thể làm như thế nào? Giang Sách lấy điện thoại cầm tay ra, một bên gửi đi tin nhắn ngắn vừa nói, sự tình ta đều đã trước giờ sắp xếp xong xuôi, chờ đấy xem cuộc vui a. Trước giờ sắp xếp xong xuôi. Nói cách khác, Giang Sách ngay từ đầu liền dự liệu được phiền Thịnh biết tiến công, cũng nghĩ đến phiền Thịnh thất bại, chuẩn hơn chuẩn bị xong xúi dục phiền Thịnh ra hại thân liệt chủ ý, cũng trước giờ nghĩ xong như thế nào trợ giúp phiền Thịnh đạt được mục đích. Mỗi một bước, đều ở đây Giang Sách nằm trong kế hoạch của. Đầu óc của người đàn ông này, không khỏi cường hãn có chút quá phận, nếu như Giang Sách là địch nhân nói, Nguyễn Bình Xương sợ là chết không biết có bao nhiêu lần rồi. Chỉ thấy Giang Sách biên tập xong tin nhắn ngắn, gửi cho bình nước. Tin nhắn ngắn tổng cộng liền một câu nói, giai đoạn 3, bắt đầu. Gửi xong Liễu Chi sau, Giang Sách quay đầu nhìn về phía Nguyễn Bình Xương. Hỏi, có tính năng cường một chút máy vi tính sách tay sao? Có. Cho ta mượn dùng một chút. Tốt. Rất nhanh, có cảnh viên lấy tới một máy tính năng mạnh vô cùng máy vi tính sách tay đặt ở trên bàn làm việc, Giang Sách sau khi mở ra một trận thao tác. Trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một tổ hình ảnh. Là bình nước bọn họ hành động hình ảnh. Giang Sách nói rằng, Nguyễn khu trưởng, hiện tại chúng ta liền yên lặng ngồi ở trước màn ảnh máy vi tính, quan sát phiền Thịnh là như thế nào công kích thân liệt A, giống như là xem một hồi điện ảnh. Nguyễn Bình Xương hít thở sâu một hơi, ngồi ở Giang Sách bên người, cùng nhau quan sát. Khó có thể tưởng tượng,
Phiền Thịnh cái loại này đại lão cấp bậc đích nhân vật, thậm chí ngay cả mình bị người theo dõi, quản chế, nghe trộm mà lại không biết, có thể tưởng tượng được, Giang Sách thuộc hạ đám người này có bao nhiêu có khả năng. Những người này tố chất cao, khó có thể tưởng tượng. Cái này không kỳ quái vì sao Giang Sách có thể trở thành là chiến thần, có thể vẫn thắng trận lớn rồi. Không riêng năng lực cá nhân cường, còn có một nhóm lớn có thể tin bộ hạ, như vậy chiến thần, mới là lệnh địch nhân nghe tin đã sợ mất mật chiến thần. Đang vẽ còn tập đoàn bên trong phòng làm việc, Thân Liệt đối với Giang Sách kế hoạch hoàn toàn không biết gì cả, còn đắm chìm trong mình trong sự vui sướng, cho rằng tất cả mọi người bị hắn đùa bỡn xoay quanh. Hắn đốt điếu thuốc, ưu tai du tai rút ra. Tình huống thế nào? Bí thư đem mới nhất tình huống từng cái nói cho rồi Thân Liệt, hắn càng nghe càng khó chịu, cuối cùng nhịn không được mắng một câu, cái này Phiền Thịnh, thật là một phế vật. Chia ba đường toàn bộ thất bại, thực sự là đủ có thể. Không nói khác rồi, thậm chí ngay cả Giang Sách người nhà đều không giải quyết được. Điều này thật sự là khiến người ta xem không hiểu. Liền Giang Sách trong nhà bốn người kia, phụ nữ già yếu và trẻ nít, lại khó khăn như vậy giết sao? Cứ nhiên hơn 30 người toàn bộ giết sạch rồi, ngẫm lại đã cảm thấy khôi hài. Bí thư nói rằng, căn cứ tình báo biểu hiện, Phiền Thịnh người phái đi ra ngoài thậm chí cũng không có tiến vào Giang Sách trong nhà, vẫn còn ở nửa đường đã bị người giết chết. Thân Liệt lại mắng một câu, phế vật. Hắn vốn là muốn xem Phiền Thịnh cùng Giang Sách, Nguyễn Bình Dương đánh nhau, làm cho quả thực thấy được, nhưng cũng không phải là đánh nhau, mà là Phiền Thịnh đơn phương bị ấu đả, cái này khó coi. Tựa như một hồi thúc cầu thi đấu, nếu như mạnh yếu rõ ràng, một chi đội ngũ bị đè nặng treo lên đánh lời nói, vậy dạng này thi đấu sẽ phi thường buồn chán. Đặc biệt Thân Liệt còn muốn chứng kiến Giang Sách tuyệt vọng bất lực, thống khổ khóc lớn bộ dạng. Hiện tại xem ra, là không thấy được. Phiền Thịnh, thực sự là làm gì gì không được, thật không biết hắn là làm sao ở Giang Nam khu hỗn đến bây giờ. Mà thôi, tuy là làm trò khó coi, thế nhưng đối với ta mà nói, vẫn là kiếm được. Lần này, Phiền Thịnh xem như là triệt để ngừng rồi, ta xem hắn về sau làm sao còn tới theo ta gọi nhịp. Cái này rác rưởi đồ đạc, bị ta đùa bỡn xoay quanh, ha ha, quả nhiên Giang Nam khu đám người này đầu óc đều không tốt sử dụng a. Đang ở hắn nói chuyện võ thuật, đột nhiên, cửa ban công bị người đẩy ra. Ân, người nào, mở rộng cửa trước cũng không biết trước gõ cửa sao. Một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Thân Liệt vừa định muốn mắng người, chỉ thấy đứng ở cửa mấy người mặc đồng phục màu xanh da trời, tay cầm cây lau nhà thùng nước sạch khiết công, bọn họ không nói câu nào, trước sau đi vào bên trong phòng làm việc. Thân Liệt ngây ngẩn cả người. Có ý gì? Hắn dường như không để cho người đến quét sạch phòng làm việc a. Hơn nữa coi như là muốn quét sạch, cũng không thể trực tiếp như vậy xông tới a, hẳn là hẹn trước. Các loại Thân Liệt thu thập xong sau đó, chính mình ra ngoài ăn, lúc nghỉ ngơi, những người tài giỏi này có thể đi vào. Cái này không hợp quy củ. Thân Liệt nhìn về phía bí thư, hỏi chuyện gì xảy ra? Đám người này tình huống gì? Bí thư cũng là vẻ mặt mộng bức, hướng về phía này sạch khiết công quát, người nào an bài các ngươi qua đây quét dọn. Không biết hiện tại ở là phó đồng thời gian làm việc sao? Đều cút ra ngoài cho ta. Các ngươi đều bị khai trừ rồi, về sau không cần trở lại. Bí thư nói nhưng thật ra vô cùng ngoan, thế nhưng, không có bất kỳ một cái sạch khiết công đi ra ngoài. Đang ở bí thư cùng Thân Liệt đều nghi hoặc không hiểu thời điểm, liên tiếp tiếng bước chân của truyền tới, một gã tướng mạo có chút vẻ người lớn sạch khiết công đi đến. Hắn vừa tiến đến liền nói, thân phó đồng, xin lỗi, ta không có thông chi ngài một tiếng, liền tới cho ngài quét tước phòng làm việc. Không lấy làm phiền lòng a. Cái thanh âm này làm sao như vậy quen tai. Thân Liệt hướng phía tên kia vẻ người lớn sạch khiết công nhìn sang, na sạch khiết công đem mũ tháo xuống, ngẩng đầu cùng Thân Liệt tới một bốn mắt nhìn nhau. Thấy rõ, người tới dĩ nhiên là Phiền Thịnh. Hắn tới làm gì? Hơn nữa, hay là dùng loại này cải trang phương thức len lén trà trộn tới, cái này quá kỳ quái. Một cảm giác nguy cơ to lớn từ Thân Liệt trong đầu mọc lên. Hắn biết không hay, lập tức chuẩn bị đè xuống cái nút báo động, nào ngờ, tay hắn mới vừa nâng lên, một gã sạch khiết công liền móc súng lục ra nhắm ngay hắn. Thân Liệt lập tức không dám động.
phiền Thịnh Thuận Thế giữ cửa cho khóa trái, giọng nói lãnh đạm nói rằng, thân phó đồng, ta là tới với ngươi hảo hảo nói chuyện, cũng không phải tới gây chuyện, còn xin ngươi phối hợp. Nếu như ngươi không phối hợp, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, dù sao ngươi biết ta thọ mệnh không dài, cũng chỉ còn lại có thời gian mấy tiếng, chuyện gì cũng làm ra được. Đối mặt như vậy đe dọa, Thân Liệt quả thực sợ. Đều biết phiền Thịnh muốn chết, như vậy một cái gần người chết, thực sự chuyện khác người gì cũng làm ra được, không cần hoài nghi. Thân Liệt hai mắt theo dõi hắn, hỏi, người đến cùng muốn làm gì? Phiền Thịnh nháy mắt, lập tức, vài tên thủ hạ liền đi qua đem cửa sổ khóa trái, xem vài cửa sổ tạo nên, đem bí thư cho trói lên ghế trên đồng thời miệng tắc lại. Sau đó, bọn họ còn đem máy báo động cho tháo bỏ, điện thoại tuyến kéo đoạn, bảo đảm Thân Liệt không còn cách nào chạy trốn càng không cách nào cầu cứu. Tất cả xử lý xong. Phiền Thịnh ngồi ở Thân Liệt đối diện, nói rằng, ta muốn làm cái gì, người còn không rõ ràng lắm sao. Mạng của ta không dài, chỉ còn lại có thời gian mấy tiếng, Thân Liệt, ngươi làm người khởi xướng. Chớ nên trả một điểm trách nhiệm sao. Chuyện cho tới bây giờ, Thân Liệt còn muốn mượn đao giết người. Hắn thở hào hển nói rằng, ta đã cho người nghĩ kế, từ Nguyễn Bình Sương trong tay đem người sống đời sống thực vật đều cho đoạt ra tới a. Chỉ cần đoạt ra tới, ta đã giúp ngươi chế tạo ra giải dược. Ha ha, Phiền Thịnh nở nụ cười, từ cảnh sát trong tay cướp đồ. Đây coi như là cái gì chó má chủ ý. Ta dựa theo lời ngươi nói đi làm, kết quả ngươi nghĩ tất đã rất rõ ràng, bốn chữ toàn quân bị diệt. Thân Liệt nói rằng, đây là ngươi thực lực không đủ, không trách được trên đầu ta a. A hát, Phiền Thịnh nhìn chằm chằm Thân Liệt, hắn giờ phút này đã hoàn toàn bị chọc giận. Hắn bị trúng độc, biết toàn quân bị diệt tất cả đều là bị Thân Liệt làm hại, mà Thân Liệt lại còn có thể vô liêm sỉ nói không có quan hệ gì với hắn. Không thể nhẫn nhịn. Phiền Thịnh để cho thủ hạ đem Thân Liệt một tay đặt lên bàn, bấm lên, sau đó móc ra dao găm. Thân Liệt sợ đến mặt mũi trắng bệch, ngươi muốn làm gì? Phiền Thịnh ta cảnh cáo ngươi không nên sằng bậy, ta là vẽ còn tập đoàn phó đồng, thương thế của ngươi hại ta đại giới là phi thường lớn. Đại giới, đối với một kẻ hấp hối sắp chết, còn có cái gì đại giới là không thể thừa nhận. Phiền Thịnh không để ý tới hắn, giơ tay chém xuống, trực tiếp đem Phiền Thịnh một ngón tay cho chém đứt. Tiên huyết văng khắp nơi, Thân Liệt phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bí thư đều nghe không đi xuống, quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn. Thanh âm kia, như vậy, thật sự là quá thảm rồi. Phiền Thịnh một bên trà lau trên chủy thủ huyết dịch. Một bên lạnh lùng nói, đây chỉ là cho ngươi một chút giáo huấn nhỏ, hiện tại, ngươi phải biết lấy cái gì giọng nói chuyện với ta a. Thân Liệt toàn thân run rẩy, toàn thân đổ mồ hôi, con mắt gắt gao trừng mắt Phiền Thịnh, cũng không dám. Nữa nói lung tung. Phiền Thịnh nói rằng, ta tới tìm ngươi, chính là hướng về phía giải dược tới. Thân Liệt hồi đáp, ta không có giải dược, ngươi biết, hàng của bọn ta toàn bộ bị Nguyễn Bình Sương cho cướp đi. Lão Thiên Tôn bên kia cũng không chịu xuất ra hàng tới cứu gấp gáp, ta thật là không có cách nào. Phiền Thịnh nói rằng, là, ta đều biết, nhưng ta cũng không tin Lão Thiên Tôn sẽ vì giải dược mà buông tha con trai của mình. Thân Liệt trong nháy mắt biến sắc. Hắn chất vấn, ngươi có ý tứ, ngươi nói như vậy là có ý gì, ngươi đến cùng muốn làm gì. Ta muốn ngươi làm gì còn đoán không được, rất đơn giản a, Lão Thiên Tôn nếu là cho ta giải dược. Ngươi mới có thể sống sót, không để cho, vậy không tốt ý tứ, thân phó đồng ngươi liền bồi ta chết chung a. Nghe thế dạng nói, Thân Liệt sợ hãi trong lòng đạt tới lớn nhất. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Phiền Thịnh cuối cùng cư nhiên phải làm như vậy, thật là quá vượt qua dự liệu của hắn rồi. Phiền Thịnh xuất ra một máy vi tính sách tay đặt lên bàn, nói rằng, hiện tại liền cùng Lão Thiên Tôn video liên tuyến, ta muốn tự mình cùng Lão Thiên Tôn nhờ một chút. Thân Liệt cắn răng, không muốn liên tuyến. Vốn là đến Giang Nam khu tung hoành thiên hạ, chứng minh thực lực mình hắn, bây giờ bị người uy hiếp cùng Lão Thiên Tổ liên tuyến cầu cứu. Cái này mặc dù sống sót, về sau còn mặt mũi nào đi gặp Lão Thiên Tôn. Sợ là muốn cả đời bị muội muội của mình Thân Cung Huân dẫm ở dưới bàn chân. Tôn nghiêm của nam nhân, vào thời khắc này mất hết. Không chịu. Phiền Thịnh cũng không phải dễ trêu. Hắn lại một lần nữa giơ lên dao găm, chuẩn bị chặt đứt Thân Liệt ngón tay thứ hai.
vừa nghĩ tới Na Cực Đoan cảm giác đau đớn, thân liệt sợ. Đừng! Dừng tay! Ta dựa theo ngươi nói làm, ta hiện tại liền cùng Lão Thiên Tôn liên tuyến. Phiền Thịnh rất hài lòng gật đầu, thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt, thân phó đồng, người sớm như thế tự giác nói, cũng không cần đoạn một ngón tay rồi, nhanh lên một chút liên tuyến A. Sau đó, thân liệt tuyển trẻ cùng Lão Thiên Tôn liên tuyến. Rất nhanh video liên tuyến chuyển được, bất quá xuất hiện ở trong video cũng không phải là Lão Thiên Tôn, mà là thân liệt muội muội thân Cung Huân. Yêu, rất khó được A, đại ca ngày hôm nay làm sao như thế lúc rảnh rỗi, chủ động theo ta liên tuyến A. Thân liệt nuốt nước miếng một cái, nói rằng, ta có việc gấp tìm Lão Thiên Tôn. Lão Thiên Tôn đang ở mở một cái hội nghị trọng yếu, không rảnh thấy ngươi, có chuyện gì gấp trước hết nói với ta A, quay đầu ta chuyển cáo Lão Thiên Tôn. Không được, là rất chuyện trọng yếu, phải lập tức thấy Lão Thiên Tôn. Yêu, đại ca, tinh khí tăng trưởng A. Lúc này, Phiền Thịnh từ bên cạnh đã đi tới, đứng ở camera trước mặt, cây chủy thủ đặt ở thân liệt trên cổ của, nhìn thân Cung Huân. Mỉm cười nói, thân tiểu thư, ta quả thật có chuyện rất trọng yếu muốn gặp Lão Thiên Tôn, phiền phức thông truyền một tiếng. Thân Cung Huân không phải ngu xuẩn, tài năng của nàng tại phía xa thân liệt trên, vừa nhìn thấy hiện trường tình trạng nàng liền biết là thế nào chuyện gì xảy ra rồi. Không cần phải nữa nói cái gì, nàng lập tức xoay người rời đi. 3 min sau, một cái đầu tóc bạc trắng lão nhân xuất hiện ở màn ảnh trước, người này mặt đỏ lừ lừ, không giận tự uy. Nhìn qua giống như là thiên thần hạ phàm thông thường. Chính là Lão Thiên Tôn. Đây cũng là Phiền Thịnh lần đầu tiên chứng kiến Lão Thiên Tôn, không khỏi bị đối phương tướng mạo, khí thế cho chấn nhiếp. Sau đó, Lão Thiên Tôn dùng hồng trung vậy thanh âm nói rằng, ngươi là ai? Biết bắt cóc con ta đại giới là cái gì không? Phiền Thịnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn cười ha ha, nói rằng, ta gọi Phiền Thịnh. Không biết Lão Thiên Tôn ngài có nghe hay không qua tên của ta. Này cũng không trọng yếu, ta muốn nói là, ta bị con của ngài hạ phệ tâm tán, hiện nay chỉ còn lại có mấy giờ thọ mệnh. Nếu như không chiếm được giải dược, ta sẽ chết, nhưng ta sẽ không cô độc chết đi, bởi vì ta phải dẫn theo con của ngài chết chung. Phiền Thịnh lạnh lùng âm hiểm nhìn Lão Thiên Tôn, dùng thân liệt lá bài này đi bức bách Lão Thiên Tôn giao ra giải dược. Hắn tin tưởng. Hổ dữ không ăn thịt con. Vì cứu mình con trai, Lão Thiên Tôn coi như là lại ý chí sắt đá, lại lợi ích trên hết, cũng sẽ tuyển trạch giao ra giải dược. Lão Thiên Tôn ngồi ở màn ảnh trước, nhìn gác ở thân liệt trên cổ dao găm, trong ánh mắt mang theo một chút tức giận, dường như thiên thần thông thường khiến người ta cảm thấy sợ. Cho dù đã có tuổi, thế nhưng cũng không có ai dám ở Lão Thiên Tôn trước mặt sằng bậy. Lão nhân này, quá mức uy nghiêm. Phiền Thịnh nuốt nước miếng một cái, nói rằng, Lão Thiên Tôn, ngài tổng cộng 2 đứa con trai, hiện tại một cái tiến vào, còn lại cái này ngươi không hy vọng hắn cũng gặp chuyện không may a. Chỉ cần ngài bằng lòng giao ra giải dược, ta sẽ cam đoan hắn bình an vô sự, như thế nào? Lão Thiên Tôn bất động thanh sắc, không nói câu nào, như là đang suy tư cái gì. Phiền Thịnh đợi không nổi, hắn giận dữ hét, nói. Thời giờ của ta không nhiều lắm. Không rảnh ở chỗ này với ngươi ma kỷ. Cái này một tiếng nói, đem cả nhà người ở bên trong giật nảy mình. Bởi vì quá kích động, lực đạo trên tay hơi lớn một chút, thế cho nên đem thân liệt cổ rạch ra một cái lỗ nhỏ, máu tươi chảy rồi đi ra. Thân liệt gánh không được rồi. Hắn hướng về phía Lão Thiên Tôn nói rằng, ba, cứu ta. Đến lúc này, hắn trực tiếp kêu, ba, rồi, muốn dùng thân tình đả động Lão Thiên Tôn. Thân hào đã tiến vào, không biết từ lúc nào mới có thể phóng xuất, nếu như ngay cả thân liệt cũng chết đi, Na Lão Thiên Tôn 2 đứa con trai liền toàn bộ đều không có. Tuy là Lão Thiên Tôn cũng không thích 2 đứa con trai này, nhưng dù sao hổ dữ không ăn thịt con. Tốt, ta cho ngươi giải dược. Sốt cục, Lão Thiên Tôn tùng khẩu. Bất quá, Lão Thiên Tôn nhìn chằm chằm Phiền Thịnh, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, ta sẽ an bài thẳng thăng kỳ đem giải dược đưa qua. Như vậy là nhất nhanh và tiện nhất tiết kiệm thời gian phương thức. Người phải làm, chính là đi tầng cao nhất sân bay đợi. Phiền Thịnh hỏi, phải bao lâu? 40 min. Tốt, ta sẽ chờ ngươi 40 min. Lão Thiên Tôn sau khi nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, không có chút nào kéo dài do dự,
tựa hồ đang xử lý nhất kiện cực kỳ chuyện bình thường giống nhau, một chút cũng nhìn không ra khẩn trương. Gặp nguy không loạn, lão thiên tôn trong lòng tố chất mạnh, hiếm thấy trên đời. Sau đó, thân cung huân ngồi ở màn ảnh trước, nhìn phiền thịnh nói rằng, người đủ có thể, đã nhiều năm như vậy, ta lần đầu tiên nhìn thấy có người dám như thế cùng lão thiên tôn nói chuyện. Phiền thịnh cười lạnh một tiếng, ta một kẻ hấp hối sắp chết, có cái gì tốt cố kỵ. Thân cung huân hỏi, ngươi sẽ không sợ muộn thu nợ nần sao? Hiện tại ngươi bắt được giải dược, lấy vẽ thượng tập đoàn năng lực, về sau phải đối phó ngươi cũng phân là phút sự tình. Phiền thịnh, ngươi làm như vậy, không khác nào tự sát. Phiền thịnh khinh thường nói, ta đã không để ý tới nhiều như vậy, trước mạng sống mới là trọng yếu nhất. Nếu như về sau vẽ thượng tập đoàn muốn đối phó ta, tới a. Ta không sợ ngươi. Thân cung huân nhún vai, ok, ngươi lợi hại. Thu thập một chút đi tầng cao nhất sân bay A, thẳng thăng kia lập tức đi tới. Nói xong, nàng cúp video. Phiền thịnh sách ở thân liệt cần cổ, giống như là sách con gà con giống nhau, đem hắn từ trên ghế sách lên, sau đó mang theo hắn đi về phía cửa. Mấy cái khác thủ hạ phụ trách mở đường, có bất kỳ chỗ không đúng liền lập tức trở về báo. Cũng may. Dọc theo đường đi đều bình yên vô sự. Phiền thịnh bọn họ đi vòng mọi người, thận trọng mang thân liệt đi tới vẽ thượng tập đoàn tầng cao nhất sân bay. Đóng cửa lại, kiên nhẫn đợi thẳng thăng kỳ đến. Lại có một nửa giờ, bọn họ là có thể thu được giải dược. Phiền thịnh tâm tình của giờ khắc này là kích động. Loại này, khởi tử hoàn sinh, cảm giác cũng không phải là từ lúc nào đều có thể thể nghiệm đến. Bót cảnh sát, phòng làm việc. Giang Sách cùng Nguyễn Bình Sương hai người ngồi ở máy vi tính trước mặt, nhìn trong video Phiền Thịnh, nghe xong hắn cùng Lão Thiên Tôn tất cả đối thoại. Nguyễn Bình Sương không khỏi hiếu kỳ hỏi, chiến thần, người video này là thế nào làm ra? Làm sao Phiền Thịnh một chút xíu phản ứng cũng không có, hơn nữa hiện trường đều là phong bế. Người của ngươi làm sao đi vào đi? Giang Sách nở nụ cười, thuận miệng nói rằng, không dụng ý bên ngoài. Ta đã sớm ở Phiền Thịnh bên người nằm vùng cơ sở ngầm. Lúc này bên người hắn vài tên công nhân làm vệ sinh trong một cái, chính là ta người. Nói cách khác, Giang Sách một gã thủ hạ xen lẫn vào Phiền Thịnh trong đội ngũ. Sau đó ngay trước Phiền Thịnh tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Có thể làm được bước này, cũng thực sự là đủ đáng sợ, Nguyễn Bình Sương thậm chí cũng hoài nghi bên cạnh mình có phải hay không cũng có Giang Sách nhân. Hỏi hắn, chiến thần. Cục diện bây giờ dường như đối với chúng ta không phải quá có lợi a. Lão Thiên Tôn cũng chưa chết khiêng đến cuối cùng, mà là tuyển trạch đem giải dược đưa tới, như vậy Phiền Thịnh cùng thân liệt mâu thuẫn liền giải khai, chúng ta không có biện pháp tọa thu ngư ông thủ lợi. Giang Sách nở nụ cười, cho nên loại thời điểm này chỉ có cần chúng ta tham gia, tuyệt đối không thể để cho bọn họ song phương cứ như vậy an an tâm tâm tiến hành giao dịch, càng không thể để cho bọn họ mâu thuẫn cởi ra. Chiến thần ngươi tính làm như thế nào? Đơn giản hai chữ thêu dệt chuyện. Vẽ thượng tập đoàn tầng chót sân bay, lấy Phiền Thịnh cầm đầu một đám người đang kiên nhẫn chờ đợi hơn 30 phút sau, rốt cục chờ đến bọn họ tha thiết ước mơ thẳng thăng kỳ. Chỉ thấy bầu trời xa xăm có một trận thẳng thăng kỳ nhanh chóng hướng phía bên này bay tới. Phiền Thịnh bọn họ nhanh lên lui lại đến bên tường, dao găm gắt gao để ở thân liệt trên cổ của, rất sợ gặp phải bất luận cái gì ngoài ý muốn. Rốt cục, thẳng thăng kỳ đáp xuống. Máy bay dừng hẳn sau đó, cửa mở ra, cây thang buông, vài tên người xuyên vest tông nam tử đi ra, mỗi người trong tay đều cầm súng. Bọn họ bảo vệ một người đeo kính kính nam tử. Nam tử kia trong tay mang theo một cái dương, vừa nhìn cũng biết, hắn chính là cái kia phụ trách tiễn giải dược người tới. Phiền Thịnh hưng phấn run, chính mình hao tổn tâm cơ, cuối cùng là chiếm được muốn có được đồ đạc. Rất tuyệt. Hắn hô lớn, đình, đem mở dương ra cho ta xem. Đối diện một đám người dừng bước, gã đeo kính trước mặt của mọi người mở dương ra. Bên trong gửi hoàn toàn chính xác thật đều là giải dược. Phiền Thịnh thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói rằng, các ngươi không nên tới gần, đem cái dương đặt ở trung gian trên đất trống, ta để cho ta chính là thủ hạ đè nặng thân liệt đi qua. Các ngươi đem người mang đi, ta đem cái dương mang đi. Gã đeo kính gật đầu, đi về phía trước mấy bước, đem cái dương đặt ở trung gian trên đất trống, sau đó lui trở lại.
Phiền Thịnh kêu đến một gã thủ hạ, để cho thủ hạ đè nặng thân liệt đi về phía trước, đồng thời dặn dò, trước xác nhận bên trong dương thuốc không có vấn đề, sau đó sẽ thả người. Minh bạch, thủ hạ đè nặng thân liệt đi về phía trước, đi tới cái dương trước, cũng không sốt ruột thả người, mà là đem thân liệt ấn trên mặt đất, chính mình ngồi xổm xuống kiểm tra bên trong dương giải dược. Tất cả nhìn qua tựa hồ cũng không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần kiểm tra xong thành, thả người, lấy đi giải dược, tất cả đều vui vẻ. Đáng tiếc, Giang Sách làm sao có thể để cho bọn họ mâu thuẫn lúc đó chung kết. Vào lúc này, Phiền Thịnh sau lưng một gã công nhân làm vệ sinh bỏ vào một cái tin nhắn ngắn, sau khi mở ra là hai chữ, hành động. Na công nhân làm vệ sinh ngầm hiểu, lập tức hướng phía đối diện gã đeo kính nổ một phát súng. Phanh! Một thương này cũng không có trực tiếp giết chết gã đeo kính, không phải thuật bắn súng không được, mà là cố ý bắn oai. Bởi vì dựa theo Giang Sách chỉ thị, một thương này cũng không phải là vì giết chết đối phương, mà là trở nên gay gắt mâu thuẫn, làm cho bây giờ giao dịch hoàn thành không đi xuống. Ở khẩn trương như vậy thời khắc, bất kỳ động tác cũng có thể trở nên gay gắt mâu thuẫn, càng không cần phải nói hướng phía đối diện trực tiếp nổ súng. Quả nhiên! Mắt kiếng kia nam té trên mặt đất gào khóc kêu loạn, ngay lập tức sẽ đem hiện trường bầu không khí cho đốt. Đối diện những người đó mỗi một người đều khẩu súng thương cho móc ra. Hướng về phía Phiền Thịnh bọn họ chính là một trận xạ kích. Phiền Thịnh bên này đều đã bối rối, hắn phản ứng không kịp nữa vì sao người của chính mình lại đột nhiên xạ kích. Hắn hiện tại, duy nhất ý tưởng chính là tiến lên đem giải dược cướp đi, sau đó từ nơi này chạy trốn. Nói dễ vậy sao? Đối diện hỏa lực quá mạnh, trực tiếp liền đem Phiền Thịnh vài tên thủ hạ cho bắn chết. Ngày đại gia ngươi! Phiền Thịnh liều mạng xông tới, một bà liền tóm lấy rồi ý đồ trốn chạy thân liệt, cây chủy thủ để ở tại trên cổ của hắn. Đều cho lão tử ngừng tay. Thân liệt lần nữa bị bắt, đối diện cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng ngay khi lúc này, phía sau lại truyền tới một tiếng súng vang. Lúc này đây! Gã đeo kính trực tiếp bị bắn chết. Đối diện triệt để nóng nảy, bọn họ đều ngừng tay, người của các ngươi lại còn ở xạ kích. Đã như vậy, vậy ngượng ngùng. Người đối diện cũng không để ý rồi. Trực tiếp nổ súng xạ kích, hướng về phía Phiền Thịnh chính là một trận xạ kích, còn phải lo lắng cẩn thận tránh cho bắn chết Liễu thân liệt. Ở mưa bom bão đạn trong, Phiền Thịnh triệt để mất đi hy vọng còn sống. Trong mắt của hắn tràn đầy lửa giận. Không để cho ta đường sống đúng vậy. Tốt, chúng ta đây liền chết chung. Một câu nói này hù được thân liệt rồi. Hắn hoảng sợ nhìn Phiền Thịnh, hô lớn, tất cả mọi người lãnh tĩnh một điểm A. Đều ngưng nổ súng, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Hảo hảo nói. Làm sao có thể? Thời khắc này Phiền Thịnh đã triệt để mất đi lãnh tĩnh, nhìn tay của mình dưới bị bắn chết, nhìn giải dược bị đạn cho đánh xuyên qua. Hắn sống tiếp duy nhất hy vọng cũng không có. Vậy không có gì để nói rồi. Phiền Thịnh trực tiếp đem dao găm thụ qua đây, mũi đao để ở thân liệt trên cổ của. Không cho ta sống, thì cùng chết. Thoại âm rơi xuống, Phiền Thịnh dùng sức đâm một cái, đem dao găm hung hăng ghim vào Liễu thân liệt cổ, trong nháy mắt huyết sái tại chỗ, thân liệt mệnh cứ như vậy không có. Thân liệt cuối cùng cũng không có tới kịp kêu một tiếng, liền đi đời nhà ma rồi. Hắn ở thời điểm chết, hai con mắt trừng lớn lớn, đang nhìn bầu trời, không biết hắn trước khi chết một khắc cuối cùng trong đầu đang suy tư cái gì. Có thể, hắn đang hối hận, không nên dùng phệ tâm tán loại vật này tới khống chế Giang Nam Khu. Hay hoặc là, hắn không cam lòng chính mình lấy uất ức như thế phương thức chết đi. Hắn sau cùng ý tưởng đã không có người biết, đại gia chỉ biết là, ở thân liệt trên cổ của cắm một bả sắc bén dao găm, người đã triệt để đoạn khí. Thân liệt đều chết hết, lại càng không có cái gì tốt nói rồi. Này Tây Trang nam tử nhao nhao đem nòng súng nhắm ngay Phiền Thịnh, liên tiếp tiếng súng vang lên, trực tiếp đem Phiền Thịnh cho bắn thành cái sàng. Vẫn là bị mất mạng tại chỗ. Phiền Thịnh, như vậy một cái ở Giang Nam khu rất trá phong vân đại lão, cuối cùng lấy như vậy phương thức chết ở vẽ thượng tập đoàn tầng cao nhất, cũng là thổn thức. Bất quá hắn cũng không phải độc hành. Chỉ ít trên hoàng tuyền lộ còn có thân liệt cho hắn làm bạn. Nguyên bản có thể thuận thuận lợi lợi hoàn thành một vụ giao dịch, cuối cùng cũng bởi vì một cái tầm thường công nhân làm vệ sinh hai phát súng,
đưa tới gà bay trứng vỡ, rối tinh rối mù. Các loại mọi người phản ứng lại thời điểm, tên kia công nhân làm vệ sinh đã sớm chẳng biết đi đâu. Sự liễu phất y khứ, ẩn sâu công và danh. Tây trang bọn nam tử liếc nhìn nhau, sau đó đem gã đeo kính, thân liệt thi thể đánh hướng phi máy móc, chuẩn bị cưỡi phi cơ trực thăng đem cái này hai cỗ thi thể cho vận chuyển trở về. Còn không chờ bọn hắn khiêng đi thi thể, liền nghe được lộc cộc đát liên tiếp tiếng bước chân của truyền đến. Một nhóm lớn cảnh sát vào tới sân bay. Cái khiên, côn cảnh sát, súng máy, hơn 10 danh cảnh viên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bỏ vũ khí xuống. Hai tay ôm đầu. Ngồi xổm xuống. Tây trang bọn nam tử toàn bộ đều sợ ngây người, cảnh sát này tới tốc độ không khỏi cũng quá nhanh một điểm A. Coi như là lập tức báo nguy, na xuất cảnh tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Làm sao cảm giác những cảnh sát này ngay từ đầu liền mai phục tại phụ cận, án tử vừa phát sinh bọn họ đã tới rồi. Quả thực như vậy, Giang Sách cùng Nguyễn Bình Sương đã sớm viễn trình giam khống tất cả, đến khi Phiền Thịnh cùng đối phương lúc khai chiến, liền phái binh qua đây bắt được, hiện trường có một coi là một cái, ai cũng đừng nghĩ trốn. Một chiêu này bắt rùa trong hũ, đem Tây Trang bọn nam tử toàn bộ đùa xoay quanh. Có phi cơ trực thăng thì như thế nào? Còn chưa phải là toàn bộ đều bị bắt. Cuối cùng, tất cả Tây Trang nam tử toàn bộ từ bỏ chống lại, bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, bị cảnh sát còng mang đi. Từ đó, Giang Nam khu lớn nhất nhóm người phạm tội hoàn toàn bị tiêu diệt. Khôi hài chuyện, cũng không phải là từ cảnh sát xuất thủ tới tiêu diệt. Mà là bọn họ nội bộ mâu thuẫn trở nên gay gắt, nội đấu phía dưới song song bị mất mạng. Phiền Thịnh, Thân Liệt. Hai cái đại lão cứ như vậy bị Giang Sách cho tươi sống đùa chơi chết rồi. Bọn họ đến chết cũng không biết, chính mình sẽ trở thành Giang Sách trên bàn cờ hắc bạch tử, bọn họ ở bên này chém giết. Tất cả đều là Giang Sách chính mình cùng chính mình chơi cờ. Tính toán, tất cả đều là tính toán. Thời gian kế tiếp, toàn bộ Giang Nam khu nghênh đón dung chuyển phía sau lớn thay đổi. Bởi Thân Hào bị bắt, Thân Liệt chết thảm. Vẽ thượng tập đoàn rắn mất đầu. Trực tiếp đã bị phía chính phủ liên thủ Giang Sơn Ấn đánh sụp, trở thành hoa vàng ngày mai. Này phụ thuộc vào vẽ thượng tập đoàn xí nghiệp, cũng đều bị những công ty khác cho thay thế được. Cho rằng theo vẽ thượng tập đoàn có thể kiếm miếng cơm ăn, ai biết đợi bọn họ cũng là diệt vong, mỗi một người đều lẫn vào vô cùng thê thảm. Từ đó, Giang Nam khu trên bầu trời lo lắng cuối cùng là dọn dẹp sạch sẽ. Giang Sách trở thành Giang Nam khu đại anh hùng, bất quá hắn đem tất cả công lao đều cho Nguyễn Bình Sương, không vì cái gì khác, đơn giản là Giang Sách thói quen với khiêm tốn. Hơn nữa, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần làm, không thể quá rêu rao. Yến Thành, vẽ thượng tập đoàn tổng bộ. Lão Thiên Tôn ngồi ở trong phòng làm việc, trong tay vuốt vuốt một chuỗi Phật Châu, trong hai mắt để lộ ra hàng loạt tinh quang. Hắn đang chờ đợi tiền tuyến nhất tin tức. Rất nhanh, nữ nhi Thân Cung Huân đi đến, thần sắc phi thường kém. Lão Thiên Tôn nhãn lực mạnh phi thường, liếc mắt liền nhìn ra sự tình không thích hợp, hỏi, xảy ra bất trắc rồi. Thân Cung Huân gật đầu. Giao dịch thất bại, Thân Liệt tại chỗ bị giết, Phiền Thịnh bị người của chúng ta bắn chết. Sau đó, cảnh sát đúng lúc chạy tới, đem chúng ta nhân toàn bộ bắt. Đầy bàn đều thua. Kết cục như vậy. Là ngay cả Lão Thiên Tôn cũng không nghĩ tới, hắn ngay từ đầu cũng cho rằng chỉ là một hồi thông thường vụ án bắt cóc, ai biết. Lão Thiên Tôn thở dài một hơi, nói rằng, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, ta khinh thường. Phiền Thịnh cũng không phải là then chốt, Phiền Thịnh chính hắn đều bị người mưu hại. Giang Nam khu, còn có cao nhân ở. Một chiêu này, xua hổ nuốt sói, đã diệt trừ Liễu Thân Liệt. Lại giải quyết rồi Phiền Thịnh. Nhất chiêu liền đem Giang Nam khu hai cái đại phiền toái cho diệt trừ. Thật sự là lợi hại. Thân Cung Huân nói rằng, căn cứ tình báo phản ứng, là Nguyễn Bình Sương đặt ra bẫy. Nguyễn Bình Sương, ha ha, hắn còn không có năng lực này. Lão Thiên Tôn đối với Nguyễn Bình Sương rất quen thuộc, liền Nguyễn Bình Sương thủ đoạn. Còn làm không được trình độ như vậy. Na Lão Thiên Tôn ngài cho rằng là người nào ở sau lưng dở trò quỷ. Lão Thiên Tôn trầm mặc khoảng khắc, nói ra một cái Thân Cung Huân có điểm tên xa lạ. Giang Sách. Giang Sách, Thân Cung Huân trước kia là nghe nói qua cái tên này,
cũng biết hắn là thân thị huynh đệ địch nhân, chỉ là không có để ở trong lòng. Nàng hỏi, lão thiên tôn, Giang Sách người này có tài đức gì, có thể làm ra tinh diệu như vậy thiết kế? Thân Hào, Thân Liệt cùng với chúng ta toàn bộ đều bị hắn đùa bỡn. Lão thiên tôn nói rằng, Giang Sách, đã từng là Tu La chiến thần, Giang Nam khu người tổng phụ trách, quyền thế ngập trời rồi lại hiểu được dấu tài. Là một cái cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ này địch nhân, muốn ta chọn. Kiên quyết sẽ không tuyển trạch người như vậy làm địch nhân. Tiểu Hào cùng Tiểu Liệt hai người bọn họ, vẫn là quá tự phụ rồi. Thân Cung Huân thở dài, hai người bọn họ luôn luôn như vậy, nếu không, cũng sẽ không chạy đi Giang Nam khu chứng minh mình. Bất quá, lão thiên tôn, chúng ta cứ tính như vậy sao? Thân Liệt Thân Hào thù, chúng ta không báo. Báo? Đương nhiên phải báo. Lão thiên tôn nói rằng, hiện tại bắt đầu, tiến nhập toàn diện đề phòng thời kỳ, ta muốn làm cho Yến Thành hoàn toàn ở vẽ thượng tập đoàn trong khống chế. Yến Thành. Thân Cung Huân nhíu chân mày lại, hỏi, lão thiên tôn ngài là không phải lầm. Chúng ta không phải hẳn là đi Giang Nam khu cùng Giang Sách tính sổ sao? Lão thiên tôn lạnh lùng nói rằng, Giang Nam khu hiện tại đã là Giang Sách, Nguyễn Bình Xương thiên hạ, chúng ta chạy tới, đó không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Yến Thành, mới là căn cứ của chúng ta mà, là của chúng ta đại bản doanh. Đem nơi đây trở thành quyết chiến nơi sân, mới có thể đánh bại Giang Sách cái này đáng sợ mà cường đại nam nhân, thay ngươi chết đi ca ca cùng bị bắt đệ đệ báo thù rửa hận. Nói có đạo lý. Vấn đề là, Thân Cung Huân nhún vai, lão thiên tôn, chúng ta không thể đi Giang Nam khu, Giang Sách hắn khẳng định cũng sẽ không tới Yến Thành A, hắn lại không ngốc, sao lại thế xông vào phạm vi thế lực của chúng ta tới đấu với chúng ta. Lão thiên tôn hồi đáp, hắn sẽ đến, nhất định sẽ tới. Nhưng lại sẽ rất nhanh liền tới. Vì sao? Vì giải dược. Giải dược, Thân Cung Huân lúc này mới đột nhiên phản ứng kịp, nói rằng, đúng a, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, Thân Liệt đã từng cho Giang Sách nữ nhi hạ phệ tâm tán. Giang Sách tuy là dùng tự chế giải dược hóa giải độc tính, nhưng trị ngọn không trị gốc, muốn hoàn toàn chữa cho tốt nữ nhi của nàng độc, nhất định phải tới Yến Thành. Phải tới tìm chúng ta. Bất quá. Thân Cung Huân cười lạnh nói, phệ tâm tán căn bản không có thuốc nào chữa được, hay là giải dược cũng bất quá là giảm bớt độc tính mà thôi. Giang Sách coi như tới, cũng chỉ biết phí công mà phản hồi. Lão Thiên Tôn nói rằng, hắn loại này ưu việt nam nhân, biết rõ phệ tâm tán không có giải dược, cũng nhất định sẽ tới. Đến lúc đó, ở trên địa bàn của chúng ta, nghĩ thế nào giết chết hắn đều là có thể. Giang Sách, chỉ cần hắn dám đến. Liền tuyệt đối không có khả năng sống trở về. Giang Sách thiết kế hại chết Liễu Thân Liệt, bắt Liễu Thân Hào, lập tức giải quyết rồi lão thiên tôn hai đứa con trai. Bút chướng này, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn như Giang Sách cùng lão thiên tôn có thể hay không đấu, vậy thì phải xem Giang Sách có can đảm hay không tới Yến Thành rồi. Có hay không biết rõ núi có hổ thiên hướng hổ núi đi. Ở Thân Liệt cùng Phiền Thịnh đồng quy vu tận sau đó. Toàn bộ Giang Nam khu rốt cục khôi phục yên lặng như cũ tường hòa, các đại công ty rốt cục có thể từ vẽ thượng tập đoàn ma chảo trong tránh thoát được. Không chỉ có như vậy, càng thêm mấu chốt một điểm ở chỗ, Giang Nam khu các đại công ty rốt cuộc không cần báo đoàn sưởi ấm. Hiện tại phía chính phủ cho ra đại lượng phúc lợi chính sách, cổ vũ đại gia cạnh tranh phát triển. Một mảnh thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng. Giang Nam khu phát triển sẽ như thế nào? Đây cũng không phải là Giang Sách cần suy tính chuyện, dù sao hiện tại hắn đã không phải là người tổng phụ trách, không phải trên vị trí đó, không thể rõ ràng các vấn đề, tất cả đến tiếp sau sự tình giao cho Nguyễn Bình Xương liền ok. Còn như Giang Sách bản thân, hắn cần làm chỉ có một việc, đó chính là triệt để đem nữ nhi Giang Ngọc Dĩnh độc cho giải trừ hết. Phệ tâm tán, đây là một loại vô cùng nguy hiểm đáng sợ độc. Nếu như không giải trừ rơi, biết cả đời theo Giang Ngọc Dĩnh, kia đối với Giang Sách mà nói liền vĩnh viễn có một vướng mắc, cả đời đều sẽ ăn ngủ không yên. Danh Uyển tiểu khu 33 hào, lão bên trong biệt thự. Giang Sách người một nhà ngồi quanh ở trên ghế salon, Đinh Mộng Nghiên trong tay ôm hài tử, trên mặt của mỗi người đều đầy khuôn mặt u sầu. Hài tử tạm thời nhìn qua không có việc gì, nhưng một tháng sau rồi. Đến lúc đó hài tử còn muốn dùng giải dược. Tuy là từ người sống đời sống thực vật trên người lấy xuống hoa còn có,
còn có thể chế tạo giải dược, nhưng loại này chỉ ngọn không chỉ gốc phương thức không thể vẫn sử dụng xuống phía dưới, nhất định phải đem con trên người độc cho giải trừ. Mà duy nhất có thể giải ngoại trừ độc phương pháp, đang ở Yến Thành. Lúc này, Đinh Phong Thành đưa ra bất đồng ý kiến. Hắn nói rằng, căn cứ hiện tại lấy được tình báo tin tức, cái này phệ tâm tán là một loại căn bản không có giải dược độc. Giang Sách, người coi như đi Yến Thành cũng hào vô sở hoạch a. Hơn nữa người muốn thực sự là đi Yến Thành, không phải tương đương với tự chui đầu vào lưới, tiến vào vẽ thượng tập đoàn Lão Thiên Tôn phạm vi thế lực. Đến lúc đó, người sợ là chết như thế nào cũng không biết. Những người khác cũng đều là một dạng ý tưởng. Bất quá, Giang Sách hắn có ý kiến của mình. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói rằng, quả thật, phệ tâm tán đúng là không có giải dược độc, chỉ có thể đi qua người sống đời sống thực vật chế tạo ra giảm bớt độc tố giả giải dược. Bất quá, thế sự không có tuyệt đối. Mặc dù là thật không có giải dược, nếu như ta có thể biết rõ ràng độc tố sản sinh phương thức, gia công nguyên lý, biết những thực vật kia người lại là làm sao, chiết cây, đi ra, có thể là có thể từ đó tìm ra chế tác chân chính giải dược phương thức. Cái này, mới là ta đi Yến Thành mục đích. Lý giải phệ tâm tản quá trình chế tạo, điều tra rõ người sống đời sống thực vật chiết cây phương thức, chỉ cần biết hai điểm này, lấy Giang Sách na siêu phàm y thuật, có thể thật sự có khả năng chế tạo ra giải dược. Thực sự là hy vọng duy nhất. Ninh Phong Thành thở dài, hắn không có lời có thể nói, biết chắc là không ngăn cản được Giang Sách, chỉ là vì Giang Sách an nguy cảm thấy lo lắng. Ninh Mộng Nghiên cũng giống như vậy. Bao quát nhạc phụ nhạc mẫu, đại gia trong lòng đều rất rõ ràng chuyện này. Bọn họ cũng không muốn Giang Sách đi Yến Thành, vậy chờ với đem Giang Sách hướng trong hố lửa đẩy, đi vào dễ dàng đi ra khó, một phần vạn chết ở bên trong làm sao bây giờ. Nhưng nếu như không cho Giang Sách đi, đứa bé kia về sau làm sao bây giờ? Cả đời bị phệ tâm tán thống khổ dằn vặt sao? Đây là một cái phi thường khó khăn để trắc nghiệm. Giang Sách mỉm cười nói, ta biết các ngươi cho ta an nguy cảm thấy lo lắng, điều này làm cho ta cảm thấy hài lòng, có người lo lắng cho ta, đây là một việc chuyện hạnh phúc. Bất quá cũng xin mọi người tin tưởng ta năng lực, thời gian dài như vậy tới nay, ta chưa từng có lệnh đại gia thất vọng qua. Lúc này đây cũng là như vậy, ta đi Yến Thành, nhất định có thể bình an trở về, hơn nữa còn là mang theo giải dược bình an trở về. Mọi người nhìn nhau, cũng không có nói có thể nói. Giang Sách đều đã đem lời nói thành cái dạng này, không nhường nữa hắn đi nhất định là không thích hợp. Nhạc phụ Đinh Khải núi thở dài, từ trong lòng móc ra một tấm bình an phúc đưa cho Giang Sách, ta biết khuyên bảo không được ngươi, sáng sớm phải đi trong miếu cho ngươi cầu xin một tấm bình an phúc. Người mang theo. Cái kia đã từng đối với Giang Sách phi thường khinh bỉ, hận không thể mỗi ngày đổi con rể Đinh Khải núi, bây giờ đã sẽ chủ động cho Giang Sách cầu bình an phúc, trong này chuyển biến là to lớn. Đinh Khải núi, đã từ trong đáy lòng nhận đồng Giang Sách. Nhạc mẫu Tô Cầm cũng nói, Sách, mụ không có gì đáng nói, ta chỉ đối với ngươi nói một cái yêu cầu, thế nào đi được cái đó trở về, một sợi tóc cũng không thể rơi. Tất cả mọi người nở nụ cười. Giang Sách vỗ ngực một cái, mụ, ta đáp ứng ngươi. Cuối cùng, Đinh Mộng Nghiên ở Giang Sách trên mặt của hôn một ngụm, nói rằng, người lúc này đây đi hung hiểm dị thường, có kế hoạch gì không? Không đợi Giang Sách trả lời, một bên Đinh Phong Thành xen vào nói, đương nhiên là mang theo một ít đáng tin chính là thủ hạ. Lặng lẽ lẻn vào Yến Thành, lén lén từ vẽ thượng tập đoàn bên trong đem bí mật cho đánh cắp đi ra. Sau đó thần không biết quỷ không hay trốn. Các loại vẽ thượng tập đoàn Lão Thiên Tôn phản ứng lại thời điểm, Giang Sách cũng đã trở lại Giang Nam khu rồi. Nghe, chính là một cái tiềm hành kế hoạch. Người bình thường đều là muốn như vậy. Thế nhưng, Giang Sách không phải nghĩ như vậy. Hắn mỉm cười, nói rằng, không phải, ta chẳng những sẽ không lặng lẽ lẻn vào Yến Thành, tương phản, ta còn muốn gióng trống khua chiêng, quang minh chánh đại tiến nhập Yến Thành. Tất cả mọi người bị lời của hắn cho chấn kinh rồi. Đinh Mộng Nghiên không hiểu hỏi, N. Giang Sách cưỡi máy bay đi tới Yến Thành, sau đó căn cứ ngay từ đầu an bài tốt, gióng trống khua chiêng gõ trống tiến vào Yến Thành chủ kiền đạo. Hắn thủ đứng mục đích là một cái quán ăn, một nhà từ Giang Sách toàn bộ đầu tư, ngày hôm nay ngày đầu tiên buôn bán nhà hàng thực tiệm thuốc. Tên này khiến người ta có điểm khó có thể nắm lấy.
căn bản là xem không hiểu là có ý gì. Nói là một cái quán ăn, nhưng vì sao tên bên trong phải có một thuốc chữ? Nhưng nếu như nói là một nhà y dược quán, đối ngoại tuyên truyền lại rõ ràng là một cái quán ăn. Rất kỳ quái, sở hữu nhân đô không nghĩ ra. Nhưng người là có lòng hiếu kỳ, càng là không nghĩ ra, cũng là muốn biết rõ ràng làm sao một cái tình huống. Cho nên, thực tiệm thuốc mới mở tờ ngày đầu tiên, danh tiếng liền truyền khắp toàn bộ Yến Thành. Giang Sách làm cho này cửa hàng lão bản, việc nhân đức không nhường ai tiêu sái đến rồi trên võ đài, cầm microphone hướng về phía dưới đài vây tụ lên mọi người nói các vị phụ lão hương thân. Đại gia buổi trưa tốt. Ngày hôm nay, là chúng ta thực tiệm thuốc ngày đầu tiên khai trương, đại gia nhất định đều vô cùng hiếu kỳ, cái này thực tiệm thuốc rốt cuộc là một cái quán ăn vẫn là một nhà y dược quán. Nếu như là nhà hàng, ở trong đó làm là món cay tứ xuyên, món ăn Quảng Đông vẫn là Hoài Dương đồ ăn. Nếu như là y dược quán, đó là Trung y vẫn là Tây y. Dừng lại khoảng khắc, Giang Sách nhìn chung quanh một vòng. Sau đó, hắn mỉm cười nói, ta muốn nói với mọi người chính là, nhà này thực tiệm thuốc, đã là một cái quán ăn, đồng thời cũng là một nhà y dược quán. Sở hữu nhân đô mộng ép. Cái nàng là ý gì? Nhà hàng chính là nhà hàng, y dược quán chính là y dược quán, chả thế nào có thể đem hai người làm xáo trộn. Chẳng lẽ, còn có thể vừa ăn cơm một bên rác hơi? Đó không phải là chê cười sao? Mọi người đối với Giang Sách lần này ngôn luận đều khịt mũi coi thường, cho rằng Giang Sách chính là một xây dựng mánh lới vô lương thương nhân, nhao nhao lắc đầu, rất nhiều người đều nảy sinh ý nghĩ rời đi. Lúc này, Giang Sách tiếp tục nói, đại gia khả năng đối với lời của ta biểu thị hoài nghi. Nghe không rõ, ta đây liền cho đại gia giải thích một chút, vì sao thực tiệm thuốc đã là một cái quán ăn, lại là một nhà y dược quán. Nói, hắn hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Đứng ở một bên bình nước ngầm hiểu, giơ tay lên đem một tảng lớn vải đỏ cho vạch trần, dưới lộ ra ngoài còn lại là một tờ thực đơn. Giang Sách đưa tay chỉ na thái đơn nói rằng, đại gia mời xem, đây là một phần thực tiệm thuốc thái đơn, vì lão nhân, hài tử, nam nhân, nữ nhân phân biệt định tố các loại thức ăn. Lương thực của chúng ta, không riêng gì thức ăn, càng là dược vật, ăn chúng ta đồ ăn, nữ nhân da sẽ trở nên càng trơn chuột, hài tử đầu óc biết càng linh quang. Nam nhân trở nên cường tráng hơn, lão nhân trở nên khỏe mạnh hơn. Hơn nữa, chúng ta đồ ăn mặc dù có rất nhiều dược vật công hiệu, cũng không biết ảnh hưởng vị, tất cả đồ ăn đều sẽ ăn ngon vô cùng. Sướng miệng ăn với cơm. Phen này ngôn luận, nghe được ở đây sở hữu nhân đô bối rối. Cơm nước có thể chữa bệnh, loại chuyện như vậy vẫn là chưa bao giờ nghe. Lần đầu nghe nói, thiệt hay giả, ta làm sao không tin. Đoán chừng là giả, làm mánh lới a. Bây giờ thương gia đều thích chơi như vậy. Bất quá ta vẫn đủ tò mò, có phải hay không ăn thực sự sẽ trở nên cường tráng. Thân ta tài quá gầy yếu đi, nếu như thức ăn nơi này có thể để cho ta trở nên cường tráng, ta tình nguyện mỗi ngày tới. Quần chúng vây xem đã biểu thị hoài nghi, lại ôm chờ mong. Nhà này định vị tương đương đặc biệt thực tiệm thuốc, ở nơi này dạng khí quan trong không khí chính thức khai trương. Theo Giang Sách một tiếng, khai trương, đoàn người chen chúc mà vào. Ngược lại ăn một bữa cơm lại không tốn vài đồng tiền, không mua được chịu thiệt không mua được rút lui, nếu quả như thật có hiệu quả trị liệu. Vậy ăn rồi liền kiếm được, nếu như không có hiệu quả trị liệu tiếp theo không tới thôi. Hơn nữa vừa lúc hiện tại cũng là giờ cơm, đến địa phương khác cũng là ăn. Ở chỗ này cũng là ăn, thử nhìn một chút cũng sẽ không thế nào. Sở hữu nhân đô ôm ý tưởng giống nhau, mỗi một người đều vọt vào. Trong khoảng thời gian ngắn, thực tiệm thuốc kín người hết chỗ, dĩ nhiên tại ngắn ngủi một min không tới trong thời gian liền toàn bộ ngồi đầy, bên ngoài còn tụ tập đại lượng khách nhân. Muốn ăn, còn phải xếp hàng. Bất quá, bên ngoài có tương đương đại nhất một số người cũng không phải là thực sự muốn ăn cơm, mà là đứng ở trên đường xem náo nhiệt. Nhìn những thức ăn này có phải thật vậy hay không có hiệu quả trị liệu. Ở chính thức nấu ăn trước, Giang Sách phi thường tỉ mỉ một bàn đi quan sát, đối với mỗi một danh tới ăn cơm khách hàng đều có một cụ thể ước định. Sau đó hắn đi vào hậu trù. Đầu bếp phụ trách nấu ăn, Giang Sách phụ trách ở trong thức ăn tăng một ít, gia vị, những thứ này gia vị là Giang Sách tỉ mỉ chế biến ra,
toàn bộ đều là cường thân kiện thể tốt đồ đạc. Sau khi ăn xong, quả thực sẽ cho người trở nên còn có tinh thần, càng cường tráng hơn, bất quá cũng vẻn vẹn như vậy mà thôi, cũng sẽ không có cái gì quá lớn công hiệu. Sẽ không giống giang sách thổi lợi hại như vậy. Nhưng cái này là đủ rồi. Mọi người đều là ôm thái độ hoài nghi tới, chỉ cần có một chút xíu hiệu quả trị liệu, cũng đủ để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Rất nhanh, phần thứ nhất cơm nước bưng ra ngoài. Cung bảo kê đinh. Bàn thứ nhất khách nhân nhao nhao cầm đũa lên, ôm thái độ hoài nghi gắp lên ăn, đầu tiên mà nói, mùi vị quả thật không tệ. Đó là tự nhiên. Bởi vì giang sách hậu chủ những sư phụ này, toàn bộ đều là giang sách bỏ ra nhiều tiền mời tới tửu điếm cấp 5 sao đại chủ, từng cái trình độ đều là hành nghiệp người nổi bật. Tất cả nguyên liệu nấu ăn cũng là tỉ mỉ chọn lựa qua, phi thường chất lượng tốt. Bình thường như vậy một bữa cơm, không có hơn 1.000 cũng phải mấy trăm, thế nhưng giang sách chỉ bán bình thường giá cả. 20-30 đồng tiền chỉ bán ra một phần. Có thể không ăn ngon. Giang sách làm như vậy mua bán lỗ vốn, không phải là vì kiếm tiền, chỉ là vì có thể hấp dẫn trong mắt. Để cho mình nằm ở vạn chúng chúc mục vị trí, để cho mình có thể ở Yến Thành tạm thời đứng vững gót chân. Dùng tiền, không để bụng. Bây giờ giang sách là có tiền. Rất nhanh, bàn thứ nhất khách nhân có tặng lại rồi, bọn họ từng cái bên trong đôi mắt lóng lánh ánh sáng màu vàng, đặc biệt cái kia ngay cả chiếc đũa đều nhanh muốn bắt bất động chiến chiến nguy nguy lão nhân. Lúc này tươi cười rạng rỡ, tinh thần phấn chấn. Lão nhân không dám tin nói rằng, thức ăn này không riêng ăn ngon, hơn nữa sau khi ăn xong cả người tinh thần đầu 10 phần, ta giống như là về tới thiếu niên thời đại giống nhau. Quá tuyệt vời, cơm này đồ ăn quá tuyệt vời, thực sự không riêng ăn ngon, còn có dược vật hiệu quả trị liệu, nhất định chính là thần tiên mới có thể làm đi ra hoàn mỹ thức ăn. Như vậy một phen khen tuy là vô cùng khoa trương. Nhưng giang sách rất hài lòng, bởi vì này mang đến cho hắn tốt hơn tuyên truyền. Có lão đầu tử tán thưởng, đại gia thì càng thêm tò mò. Tiếp nhị liên tam cơm nước bưng lên, không ngừng có khách tiến hành nếm thử, hài tử thông minh hơn, nữ nhi nhiều hấp dẫn những thứ này là khẳng định không nhìn ra, nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là mỗi người sau khi ăn xong đều trạng thái tinh thần dồi dào. Xuống đất cũng có thể làm việc nhà nông cái loại này. Không nói hiệu quả trị liệu tốt bao nhiêu, ít nhất là cho đại gia mang đến ngạc nhiên. Ăn ngon, còn có thể cường thân kiện thể cơm nước, thật là để cho ta mở rộng tầm mắt. Nhất định chính là Yến Thành kỳ tích. Thực tiệm thuốc, nhất định sẽ trở thành Yến Thành một tấm danh thiếp. Yến Thành trung tâm thành phố, 118 tầng trung tâm cao ốc, đây là vẽ còn tập đoàn tổng bộ, càng là toàn bộ Yến Thành tượng trưng. Có đôi lời là... Vẽ còn ở, Yến Thành ở. Như vậy một tòa cao ốc, là cả Yến Thành vận chuyển hạch tâm. Càng là Yến Thành mạch máu chỗ. Tập đoàn chủ tịch Lão Thiên Tôn phòng làm việc của ở đệ 44 tầng. Đây là một cái phi thường xui chữ số, một cái xui tầng trệt, dưới tình huống bình thường, thông thường đại lâu gặp, 4 tầng trệt đều là phong bế không mở cửa, không sử dụng. Bởi vì, 4, cùng, chết, âm đọc rất giống. Rất nhiều xí nghiệp đều phi thường kiêng kỵ, cho nên mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Hết lần này tới lần khác, Lão Thiên Tôn không tin ta. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, đây là Lão Thiên Tôn nhân sinh châm ngôn, thậm chí hắn chủ động tuyển trạch 44 tầng làm phòng làm việc. Chọn một tầng đều là phòng làm việc của hắn. Hắn không tin những thứ này thần thần thao thao. Coi như là Lão Thiên gia, cũng khỏi phải nghĩ đến tịch thu hắn. Thời khắc này Lão Thiên Tôn, đang ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi thưởng thức cao cấp nhất trà Long Tỉnh, mỗi một chiếc cũng làm cho tim của hắn hơi chút hòa hoãn một ít, mất đi con trai thống khổ, hóa thành năng lượng gửi ở trong thân thể. Một gã què chân nam tử đi đến, hắn là Lão Thiên Tôn bí thư Tiếu Canh. Đây là một cái từ nhỏ đã hầu ở Lão Thiên Tôn bên người, là Lão Thiên Tôn bồi đọc, sau khi lớn lên vẫn theo Lão Thiên Tôn vào Nam ra Bắc nhân vật. Hắn chính là Lão Thiên Tôn duy nhất một cái mới nhậm chức người, so với tử nữ cũng còn phải tín nhiệm. Tiếu Canh cái kia què chân, chính là năm đó Lão Thiên Tôn lúc còn trẻ rất thích tàn nhẫn tranh đấu thua, hắn chủ động đứng ra thay thế Lão Thiên Tôn bị đánh qua một chân. Vì Lão Thiên Tôn, Tiếu Canh là có thể liều mạng đi. Lão Thiên Tôn cũng như vậy. Hai người tình huynh đệ, thắng được tất cả. Lúc này,
Tiếu Canh một bước một qua tiêu sái vào, căn bản không có chút nào khách khí, trực tiếp an vị ở tại Lão Thiên Tôn bên người, đối với ngoại nhân mà nói. Đây quả thực là đại bất kính hành vi, mặc dù là thân liệt, thân cung huân cũng không thể làm như vậy. Nhưng Tiếu Canh nhưng có thể. Hắn đem quải trượng tựa ở trên ghế salon, Lão Thiên Tôn chủ động rót cho hắn một chén trà. Tiếu Canh bưng lên uống một ngụm, mở miệng nói, Giang Sách, đã tới Yến Thành rồi. Lão Thiên Tôn gật đầu, hỏi, làm sao tới? Cải trang, vẫn là ngụy trang thành cái gì thân phận đặc thù? Tìm một cơ hội trực tiếp giết, sau đó đem thi thể của hắn diễu phố thị chúng. Sợ là không được. Vì sao? Tiếu Canh sờ sờ đã trắng bệch râu mép, cười khổ nói, cái này Giang Sách có chút tài năng, hắn cũng không phải là len lén tới. Mà là gióng trống khua chiêng gõ trống tới. Sau đó, Tiếu Canh đem Giang Sách cùng với thực tiệm thuốc sự tình nói cho Lão Thiên Tôn. Lão Thiên Tôn nghe xong đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười ha ha. Hắn giơ ngón tay cái lên, cao, cái này Giang Sách chí mưu thực sự là cao. Lần này, ta nghĩ muốn giết chết hắn thì không khỏi không chú ý một chút xã hội ảnh hưởng rồi. Tiếu Canh nói rằng, đúng vậy. Nếu như Mậu Nhiên đi đem hắn giết chết, chỉ biết gây nên xã hội khủng hoảng, phía chính phủ bên kia cũng không tiện khai báo. Lão Thiên Tôn suy nghĩ một chút, nói rằng cái này Giang Sách thực lực rất mạnh. Chúng ta phải cẩn thận ứng phó. Thân liệt, thân hào ví dụ đang ở trước mắt, Lão Thiên Tôn cũng không có bị cừu hận che đôi mắt, hắn như trước có thể tỉnh táo suy nghĩ. Hắn nói rằng, trước dựa theo quy củ cũ đi cho Giang Sách tìm một chút phiền phức. Thăm dò sâu cạn của hắn, nếu như có thể, trực tiếp đem thanh danh của hắn làm cho thúi. Chỉ cần hắn một xú, cơ hội của chúng ta đã tới rồi. Tiếu Canh gật đầu, tốt, ta đây tìm người đi làm. Thực tiệm thuốc chung, Giang Sách đứng ở lầu ba bên cửa sổ, nhìn ra ra vào vào khách hàng, trong ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt cảm giác. Hắn đang chờ đợi Lão Thiên Tôn xuất thủ. Hắn đều đã đại trương kỳ cổ như vậy tới. Vẽ còn tập đoàn biết chẳng quan tâm. Không có khả năng. Giang Sách bước đầu tiên cờ đã đi rồi, hiện tại thì nhìn Lão Thiên Tôn sẽ như thế nào đáp lại. Bình nước đã đi tới, một bên thở dài vừa nói, chúng ta hoàn toàn chính là mua bán lỗ vốn, mỗi một đơn sinh ý đều ở đây thường tiền, khách hàng càng nhiều, sinh ý càng hỏa bạo. Chúng ta liền mất đi càng nhiều, làm như vậy mua bán, ước đoán toàn cầu cũng không tìm tới nhà thứ hai. Này cũng không phải thâm hụt tiền kiếm thét to rồi, hoàn toàn chính là bên đường tắt tiền cảm giác. Nhưng mà Giang Sách không để bụng những thứ này. Thường bao nhiêu tiền căn bản không sao cả. Lúc này đây tới Yến Thành, chỉ cần có thể đạt được mong muốn, thường bao nhiêu tiền đều đáng giá. Lúc này, Giang Sách xuyên thấu qua cửa sổ chứng kiến một chiếc màu đen xe con dừng ở ven đường, cửa xe mở ra, một gã ăn mặc phi thường phương Tây hóa lão gia tử đi ra. Giang Sách nhíu mày, hỏi, hắn là ai vậy? Bình nước lập tức đi tới bên cửa sổ quan sát, hồi đáp, Lô Văn Diệu, chứ danh Mỹ thực tạp chí nghe thấy hương chủ biên. Kỳ Mỹ thức ăn năng lực dám thưởng siêu nhất lưu, có thể bị hắn thưởng thức Mỹ thực hoặc là cửa hàng, toàn bộ đều là cao cấp nhất. Bất quá người này phi thường hà khắc, vậy Mỹ thực căn bản không vào được pháp nhãn của hắn, bình thường sẽ cho đi công tác đánh giá, không biết có bao nhiêu nhà hàng bị hắn phê bình trực tiếp đóng cửa. Có thể nói, đây là một cái ở Mỹ thực giới khiến người ta vừa e y vừa hận tên. Đạt được hắn tán dương, người đem dương danh lập vạn, tiền đồ lại tựa như cầm, đạt được hắn phê bình, người đã đem vĩnh cửu cướp không còn nữa, huyết bản vô quy. Cứ như vậy một cái lão gia tử, hiện tại đi tới thực tiệm thuốc. Giang Sách hé mắt, trong lòng đang tính toán lấy, lão gia này tử có phải hay không là Lão Thiên Tôn ứng đối chiêu thức? Khó mà nói. Giang Sách hỏi, người này nhân phẩm như thế nào? Bình nước trả lời bốn chữ, thiết diện vô tư. Đây là một cái không còn cách nào dùng tiền tài, mỹ nữ cùng với bất luận cái gì quyền lợi đả động quật cường lão nhân, tốt chính là tốt, kém chính là kém, không có gì có thể lừa bịp. Cũng chính bởi vì hắn như vậy nghiêm ngặt thủ vững tiêu chuẩn của mình, mới có thể tại nghiệp giới có rất cao địa vị. Không phải mỗi người đều có thể giống như hắn tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới cuối cùng. Giang Sách gật đầu, nếu quả như thật giống như Bình Nước nói như vậy, kia lão gia tử chính là một thanh kiếm hai lưỡi.
Lão Thiên Tôn bên kia muốn dùng thanh kiếm này tới, chém giết, Giang Sách cũng tương tự có thể sử dụng thanh kiếm này để hoàn thành giết ngược. Làm ra làm cho Lô Văn Diệu hài lòng cơm nước, thắng chính là Giang Sách, không làm được, na thắng chính là Lão Thiên Tôn. Chính là đơn giản như vậy. Đồng dạng quan tâm Lô Văn Diệu, còn có đường phố đối diện một cái què chân lão nhân, Lão Thiên Tôn bí thư Tiếu Canh. Chính là Tiếu Canh đem thực tiệm thuốc sự tình nói cho Lô Văn Diệu, do đó đưa tới Lô Văn Diệu rất hiếu kỳ chi tâm, ngựa không ngừng vó tới rồi thưởng thức. Đối với mỹ thực, Lô Văn Diệu là tích cực nhất. Đường phố đối diện trong nhà hàng, Tiếu Canh nhìn tận mắt Lô Văn Diệu xuống xe, đi vào thực tiệm thuốc, lẩm bẩm, Giang Sách, xin nhận lấy ta đưa cho ngươi phần thứ nhất lễ vật, để bày tỏ đối với ngươi tới Yến Thành hoan nghênh. Thực tiệm thuốc tồn vong, liền ký thác vào Lô Văn Diệu trên người. Đây là đối với Giang Sách tới Yến Thành lần đầu tiên khảo hạch, vẫn là một lần phi thường chính quy, nghiêm khắc khảo hạch, có hay không có thể chữ hàng xuống phía dưới, thì nhìn Giang Sách bản lãnh của mình rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 72.